Chương 160 Tế điển, lễ hội, bắt đầu trước nửa giờ, Amen và Ma Hiu bắt đầu với chuẩn bị. Ma Hiu cùng Chi Tô cùng nhau, cùng một chỗ, cầm áo tắm về đến nhà, mà Amen một người bắt đầu mặc vào áo tắm. Mặc áo tắm cũng cần kiến thức, nhưng Amen không lo lắng Ma Hiu. Nạn có thế mặc kimono, áo tắm khẳng định cũng dễ dàng đi. Vấn đề là Amen bên này. Tuy nói si khô có truyền thụ qua, đã từng, trải qua tương quan tri thức nhưng amen hoàn toàn không có thực tiễn qua đã từng trải qua cho nên rất lo lắng cho mình mặc phải chăng vừa vặn mặc xong amen chiếu một cái cái gương tạm thời còn vẫn ra dáng không có biến dạng áo tắm không có hoa văn là xanh đậm mà đai lưng là màu đậu đỏ đều cũng rất mộc mạc amen không quá ưa thích sức tưởng tượng đồ vật gì đó lựa chọn như vậy rất đối với hắn khẩu vị phối hợp thêm coi như có thể thân cao chiều cao của con người trong gương bản thân sinh ra hữu mô hữu dạng ra dáng bầu không khí không nói tốt xấu amen à bản gốc vốn là liền thì có một bộ điềm đạm khuôn mặt cho nên sau khi mặc vào khí chất phong cách trầm ổn nên tính là phù hợp đi đến mức đứng tại ma hiu bên cạnh có thể hay không lộ ra kém liền thì giao cho người khác để phán đoán mặc dù hắn cũng để ý ánh mắt của người khác cùng đánh giá nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào bản thân nghĩ như thế nào, mà hiu nghĩ như thế nào. Trước tiên mặc áo tắm về sau, Amen ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã chờ đợi. Amen biết nữ sinh cách ăn mặc phải tốn thời gian, hơn nữa hắn lưu giữ ở tốt đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Muốn mặc áo tắm lời mà nói, khẳng định lại so với bình thường tiêu tốn càng lâu, mà lại tóc cũng muốn ghim lên đến, tốn đến cỡ 3 phần 10 thời gian đến thu dọn, chỉnh lý bởi vì ở đây phía trên còn muốn trang điểm, amen à thẳng thắn cảm thấy nữ sinh rất lợi hại đối với các nàng cảm thấy tôn kính. mặc dù ma hiểu không hề làm gì cũng rất đáng yêu, thế nhưng cách ăn mặc sau đó nữ sinh liền sẽ càng mắt sáng hơn, thật lợi hại a. À. bởi vì nàng nỗ lực nghĩ muốn tại đang bạn trai phía trước trở nên càng có thể yêu thích, amen à cảm thụ được thương yêu vui mừng cùng khó nói lên lời hạnh phúc nhàn nhã chờ lấy. lúc này Nàng đại khái là chuẩn bị hoàn thành Tại cửa ra vào phát ra mở khóa âm thanh a Minh rất chờ mong bạn gái cách ăn mặc Liền không quay đầu lại đợi nàng tới Kèm theo một tiếng nỉ non a Minh, cung a Minh trên bờ vai bị Được vỗ nhẹ Lúc này hắn mới rốt cục quay đầu Sau đó nhếch lên khóe miệng Đáng yêu thật thích hợp Có thế có thế nhận định đến nhanh như vậy sao không Có thế có thế Nhìn một chút liền biết Ma Hiu có chút nghi ngờ nói từ có phải hay không trước đó chuẩn bị xong, nhưng không có cách, Amen nói ra nhìn thấy cảm tưởng chính là như vậy. Amen lần nữa cảm nhận được si khô ánh mắt, khả năng quan sát, vô cùng ưu tú. Có lẽ cân nhắc đến Ma Hiu muốn cùng với Amen, Ma Hiu áo tắm là nền trắng, phía trên có tú cầu hoa văn, tại, đang, trầm ổn bên trong làm cho người ta sáng tỏ ấn tượng. Tú cầu có xanh đen, có tím nhạt, đậm nhạt chênh lệch, lộ ra trưởng thành thanh tú cho dù hoa quý hơi qua, đã từng, trải qua, lại, nhưng vẫn vô cùng hài hòa. Dây thắt lưng là sáng màu tím, làm nổi bật lên thiết kế ngắn gọn áo tắm. Mang cài lên làm đẹp, tô điểm, Dragophy Glass ngọc hình con chuồn chuồn, làm cho người ta cảm giác mát mẻ. Bình thường cũng rất đáng yêu, hôm nay càng có loại hơn thanh tú bên trong có thành thục cảm giác, cho rằng, đây, lại chỉnh chặt lại mê người. Muốn nói đáng yêu cũng không sai, có điều càng nên nói xinh đẹp đi ừ rất thích hợp là là như vậy sao amen chăm chú nghiêm túc kể xong cảm tưởng về sau ma hiu có chút xấu hổ tâm thần bất định loay hoay bên cạnh tóc nhìn thấy bộ dáng kia amen không thể nín được cười ma hiu ghim lên tóc dùng trăm cài tóc cố định mỗi khi nàng có động tác phía trên ngân liên đều sẽ lắc tới lắc lui trâm cài tóc hóa trang sức lấy màu xanh đen tự nhiên tảng đá cùng thiết kế cùng dây thắt lưng ăn ảnh cùng Dragofi figuratit ngọc hình con chuồng chuồng khí chất phong cách lên bên trên cùng amen mặc áo tắm không khỏi tương tự mahirun mahirun hắn vốn là như vậy ta biết sớm có trải nghiệm đây là đang phê bình ta sao đã tại đang khen ngợi lại đang phê bình a à. cái gì cùng cái gì a à? Amen không nghĩ ra mà nheo mắt lại nhưng chi tô chỉ là cười mà Hiều lại nhăn nhó rất xấu hổ hắn không có cách nào đến hỏi đây là ý gì có điều nhìn xem mà Hiều cũng không có nhiều bất mãn hẳn không phải là chuyện gì xấu đi amen amen cung mặt đeo cũng rất thích hợp như vậy sao cảm ơn ngươi kiểu nói này ta rất vui vẻ amen cảm thấy hẳn là coi như mặt đeo phù hợp nhưng quan trọng là nhận được ma hiu bảo đảm. Mặc dù Amen cảm thấy trong đó có bạn gái thiên vị, nhưng đạt được khen ngợi vẫn là, hay là, làm cho người vui vẻ. Amen tự nhận là thẳng thắn tiếp nhận khen ngợi, cũng không biết vì sao, ma hiu trong đôi mắt mang theo một chút giận dỗi vẻ mặt. Ta làm cái gì sao? Đại khái là chỉ có bản thân xấu hổ không công bằng ta. Chi, Chi Tô. Nghe được giải thích về sau, Ma Hiu hoảng hốt lo sợ, bộ dáng kia chi tiết biểu đạt ra chi tô nói là sự thật. Ma Hiu dường như hy vọng Amen cũng có thể xấu hổ, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà xấu hổ. Mặc dù Amen trong lòng có vui mừng, có xấu hổ, nhưng chưa đến nỗi xấu hổ giống Ma Hiu như thế. Ma Hiu rõ ràng động giao về sau, Chi Tô cũng vui vẻ cười nói thật được người ta yêu thích táp vào trên người nàng sờ soạn mấy lần. Amen không biết nên khâm phục Chi Tô sờ động tác tài tình, không làm loạn, lộn xộn, tóc, trang phục cùng trang điểm, hay là nên chủ trương có thể yêu thương Ma Hiu chỉ có chính mình. Nhìn thấy Ma Hiu đỏ mặt càng làm hại hơn xấu hổ, A Minh nghĩ thầm Ma Hiu dễ thương như vậy, nhìn, xem, hai người như vậy thân thiết cũng không tệ đi, liền vô cùng đơn giản buông tha chi tô, dùng, với, ấm áp ánh mắt canh gác hai người vui đùa. Qua, wow, là áo tắm. A Minh đến đạt, đến, cách lễ hội hội trường mới đây nhà ga lúc, Isuki đã tại, đang, sớm chờ Itsuki dường như không ngờ tới hai người sẽ mặc áo tắm Nhìn thấy bọn hắn sau khi như tán thưởng trận tròn hai mắt Mấy ngày không gặp A, hai bên áo tắm đều là mẹ ta đưa tới Như vậy qua, cô Shiko chuẩn bị cũng rất amen đến mà Đơn giản có thế độc, nhìn, tâm, lòng Ta cũng cảm thấy như vậy Nếu vừa vặn vậy ta sẽ mặc Trong hành lý sắp xếp đồ vật Thật giống như Shiko đoán trước sẽ có lễ hội mùa hè mời từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói làm cho người khâm phục. Amen quyết định sau đó phát, gửi, đi ma hiu áo tắm theo xem như tạ lễ, lần nữa nhìn về phía Isuki. Isuki mặc chính là nhàn nhã quần áo thường ngày, nhưng hắn tùy tiện mặc một chút áo sơ mi, quần dinh là có thể ăn mặc thể, bởi vì cái gọi là dáng dấp đẹp trai là một loại sai lầm. Nếu như hắn mặc áo tắm, khẳng định cũng rất thích hợp đi. Tương ư, mở rộng tầm mắt A, có thể nhìn thấy mỹ nữ áo tắm. Này y cung, ta đây. Chi bất cứ lúc nào chỗ nào đều, cũng, rất đáng yêu. Ta đắp mặt nạ thời điểm ngươi rõ ràng phình bụng cười to ấy nhỉ. Như thế chi cũng thật đáng yêu. Ngươi đây không phải nghĩ đến lại đang cười mà. Cho dù chi tô dùng tới chút sức lực đánh Isuki, Isuki vẫn cười đến bả vai run rẩy, làm cho Ma Hiu cũng lộ ra cười khổ. Tiện thể nhắc tới, tại, đang, về nhà lúc amen cũng nhìn thấy qua ma hiu dáng mặt nạ dưỡng da nhớ kỹ khi đó trong lòng của hắn nghĩ cùng nói là thú vị buồn cười các loại càng nhiều là cảm thán duy trì xinh đẹp gian khổ đối với cái này cảm thấy khâm phục lúc ấy ngay cả amen đều thiếu chút nữa bị được kéo đi đắp mặt nạ có điều hắn cuối cùng vẫn là từ chối nghĩ thầm gương mặt kia cũng là trải qua nỗ lực mới xử lý xinh đẹp như vậy amen lưu ý không làm rơi trang điểm dùng muôn ngón tay mơn trớn ma hiu gương mặt đón lấy mà hiu ngứa ngáy cười chỉ là như vậy xung quanh nhìn xem bên này người liền thì nín thở amen lần nữa cảm giác được bạn gái của mình thật rất xinh đẹp bạn gái đáng yêu liền sẽ nổi bật a à. không phải hai người đứng chung một chỗ liền thì rất chói mắt tùm ừ, cho dù là lễ hội mùa hè cũng không có nhiều người mặc áo tắm tất nhiên sẽ nổi bật a à. là như thế này rồi ta... À nhưng ta nói không phải cái này, được rồi được thôi. Itsuki nhún vai nói, cho nên nói ngươi a, à, mà Amen không đếm xỉa hắn, đem, lấy, ma hiu nhẹ nhàng kéo đến bên người. Một chuyến này di chuyển mang theo kiềm chế người chung quanh mục đích, cho thấy nàng chính là. Ma hiu chớp mấy lần mắt, sau đó dường như hiểu, rõ ràng, Amen ý tứ, đỏ mặt một bộ dáng vẻ cao hứng, chủ động áp vào Amen trên cánh tay. Thấy thế, Chito cùng Itsuki đều, cũng, bắt đầu cười hì hì, mà Ma Hiu không để ý chút nào tựa ở toàn thân bên trên. Chúng ta cũng không thể thua, tới. Ha ha ha, tới tới tới. Hai người hào hứng ngẩng cao dính vào cùng nhau, giống như đối kháng đồng dạng. Amen cười khổ cúi đầu nhìn về phía dính đi lên Ma Hiu. Ma Hiu hướng lên trên ánh mắt tràn ngập tin cậy, thế là Amen cũng giống là đáp lại kia phần tin cậy, nắm chặt bên cạnh nho nhỏ tay. Vậy cũng chớ ngốc đứng, đi thôi lễ hội cũng muốn bắt đầu a à, được rồi bắt đầu ăn. Chito kể muốn ăn ưu tiên tại mọi thứ phát biểu, dính vào Isuki trên cánh tay vui sướng giơ tay. Isuki cũng cười quay người đi về hướng lễ hội hội trường. Amen nhìn thoáng qua Mahiu, cũng cười nắm chặt Mahiu tay, đi theo hai người phía sau. Bốn người đến lúc, lễ hội hội trường đã rất náo nhiệt. Bình thường không có người nào qua lại khu vực, hôm nay lại, nhưng, đầy ấp người, phá vỡ trước đó ấn tượng sẽ tạo thành sôi nổi như thế đại khái là bởi vì mới đây một hai tuần ở gần đây không có cái khác lễ hội đi liếc nhìn lại không có nhiều người mặc áo tắm cho nên mặc áo tắm đi lại sẽ vô cùng làm người khác chú ý có điều dẫn vào nhìn chăm chú nguyên nhân chủ yếu vẫn là hay là hiu xinh đẹp mức độ người còn rất nhiều đây này đúng vậy a à, chú ý đừng tách rời mahirun cũng tuyệt đối không nên buông ra amen tay a sẽ không rời đi Ma Hiu dính sát Amen, một mực nắm chặt dắt tay. Amen mười ngón đang xen cầm ngược trở về, thề tuyệt đối sẽ không buông tay. Nếu như nới lỏng tay, tuyệt đối sẽ có những người đàn ông ghê tởm bọn họ chạy tới bắt chuyện. Có đáng yêu như vậy cô gái tại, đang, nhất định sẽ nhịn không được chạy tới đi. Itsuki làm ra vẻ phát ra, vù vù âm thanh. Amen liền dùng ánh mắt nói với hắn, dù sao ngươi cũng sẽ dắt tay A, à, cũng, đồng thời, nhìn quanh lễ hội trong hội trường thành hàng bán hàng trong cùng bán hàng trong chỗ đường ma hiu ngươi có cái gì muốn nhìn sao nói ví dụ ăn đồ vật gì đó ta là lần đầu tiên tới chỗ như thế còn vẫn không quá quen thuộc như vậy a à, kia ăn trước chút gì a à? nhớ tới ma hiu gần như không có cùng người nhà ra khỏi cửa a à mình cảm thấy có chút buồn thương có điều hắn cười cổ vũ ma hiu về sau ma hiu cũng nhẹ nhàng cười a à, ta muốn ăn kẹo đường. Vừa lên đến liền, thì mua kẹo đường ăn rất chiếm chỗ, để lâu lại còn ẩm ướt, dở. Chi rất có thể ăn, rất nhanh có thể ăn sạch cũng không có vấn đề. Thế nhưng, Amen cảm thấy tại, đang bắt đầu ăn đồ ngọt trước trước tiên lót dạ một chút còn tốt. Cho dù Amen mong muốn dè giặt từ mì xào, ta à các loại bắt đầu tiến công, nhưng hắn dự định ưu tiên cân nhắc ma hiu muốn ăn đồ vật, gì đó lễ hội sẽ có những thứ đó đây đâu ăn có mì xào, takoyaki, ikeaki kiểu pháp gô chan các loại a à, chúng ta nhận định phỏng đoán lại ở chỗ này ăn cơm mới vừa nói mấy dạng này tương đối có thể lấp đầy bụng vừa đi vừa nghĩ không được sao ta không có vấn đề dù sao đây cũng là lễ hội niềm vui mà tiên quyết định ăn cái gì lại mua cũng không sao mà vừa đi vừa tìm kiếm cũng có khác mùi vị chẳng bằng nói khả năng như thế mới có thể càng thêm hưởng thụ lễ hội vui vẻ. Amen nhìn về phía Isuki bọn hắn hỏi thăm ý nghĩ, mọi người gật đầu trả lời không quan trọng. Thế là Amen quyết định cứ như vậy làm, kêu lên Mahiu cùng đi tiến vào chen chúc trong đám người. Một bên, vừa, đi dạo quay hàng, một bên, vừa, tùy tính bốn phía tản bộ, mua chút quà vặt thời điểm, tại, đang, ngày hội luôn nhìn thấy bắn bia cửa hàng đập vào mi mắt muốn nói trong ngày lễ đặc biệt sạp hàng amen thứ nhất nghĩ tới chính là là được bắn bia cửa hàng hiếm thấy đến một chuyến amen thật muốn chơi đùa nhìn xem có điều nếu như ma hiu không có hứng thú lời mà nói amen cũng nguyện ý nhảy qua không chơi đùa ma hiu nắm tay nhìn chung quanh nhìn quanh quầy hàng con mắt hưng phấn chiếu lấp lánh nàng hướng về amen chỗ nhìn xem chỗ nhìn sang liên tục nháy mở mắt amen cuông cái kia là cái gì cái kia a à, là bắn bia trò chơi dùng súng đồ chơi nhắm trúng phần thưởng đánh bại là có thể mang đi muốn chơi chơi đùa nhìn xem sao amen à đang suy nghĩ cái gì sự tình đều cũng hẳn là tự thể nghiệm lấy ra túi tiền lung lay ma hiu có chút hoang mang nhưng đại khái có lẽ vẫn là hay là lòng hiếu kỳ chiếm ưu thế đi nàng khẽ gật đầu trong lòng một hồi reo hò về sau amen à đem tiền giao cho chủ cửa hàng tiếp nhận súng đồ chơi cùng năm phát đạn lắp đặt đạn cho ma hiu đánh giao thiệp sở dĩ không dựa vào chủ cửa hàng giúp đỡ cũng có thể bản thân giải quyết không hề nghi ngờ là bởi vì cha mẹ mang theo hắn đi không biết bao nhiêu lần lễ hội tốt giải quyết ngươi muốn đánh giao thiệp cái nào cái kia cảm giác cho rằng thật đáng yêu ma hiu chỉ vào chính là chứa ở trong hộp ni lon cài tóc cài tóc mang theo tú cầu hình dạng trang sức trang trí cùng ma hiu hiện tại mặt đeo áo tắm tôn nhau lên quyến rũ thiết kế cũng rất đáng yêu có điều amen à có bắn bia kinh nghiệm hiểu biết thứ đó luôn sẽ điều chỉnh rất khó đánh bại cho nên không đề cử tân thủ lần đầu tiên liền thì coi đây là mục tiêu thế nhưng hắn mong muốn tôn trọng ma hiu ý chí cho nên không có đem những này nói ra mà là nói cho nàng bắn bia cách cùng tư thế quyết định nhìn xem ma hiu bản lĩnh A lặng lẽ nghĩ đến, tuy nói tiếp cận đồ chơi, thế nhưng cô gái xinh đẹp cầm súng dáng vẻ thực sự là rất tuyệt, đồng thời nhìn chăm chú lên Ma Hiu. Nàng dùng, với, hết sức chăm chú biểu lộ, vẻ mặt, bưng lên thương, súng, bóp cò. Một tiếng vang nhỏ, đạn bay ra ngoài, cứ như vậy đánh vào phía sau bầy lên. À, thật khó nha. Ừm, thành thật mà nói, lần đầu tiên đánh chỉ là nhắm trúng cũng đã rất vất vả cho dù cùng phần thưởng không có cách bao xa, cũng không thể vì vậy mà coi thường. Nhất định phải dựa theo thương, súng, quy lực cùng phát xạ tốc độ điều chỉnh góc độ, bắn bia thời điểm còn không thể lay động. Mà lại, thương, súng, có tính tình của mình, nếu như không thấy chính xác những thứ này, khả năng ngay cả cò sát ở một bên cũng không được. Vẫn là, hay là, rất sâu áo, Amen à quay về nhớ tới cha mẹ không có ý nghĩa truyền thụ kỹ thuật cùng kiến thức, nở nụ cười. Ma Hiu nghĩ lầm Amen đang cười nhạo mình, tràn ngập lòng hăng hái, nhiệt tình, nói lần này nhất định sẽ đánh bên trong, dựa theo Amen dạy cách nhét vào đạn đánh ra ngoài. Có điều kết quả là một phát cũng không đánh bên trong, kia phần khí thế toàn bộ thay đổi trở thành thở dài. Ma Hiu từ chủ cửa hàng kia cầm tới, lấy được, phân lượng hơi nhiều tham dự thưởng hình trụ điểm tâm, lộ ra rất nản chí. Không có đánh trúng. Lần đầu tiên mà không có cách nào rồi, ta. À, đúng vậy a à, đúng vậy a à. lần đầu tiên ai cũng như vậy dù sao a minh sẽ báo thù cho ngươi này ta muốn thấy nhìn xem a minh đẹp trai chỗ việc không liên quan đến mình ngươi liền nói đến nhẹ nhàng như vậy nếu như ma hiu không có cầm tới lấy được mong muốn đồ vật gì đó a minh bản gốc vốn là cũng dự định khiêu chiến có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy nếu như không có cầm tới lấy được liền phiền toái thế nhưng mà hil cũng lưu luyến không rời mà nhìn chầm chầm vào vừa ý cài tóc sau đó ngẩng đầu nhìn amen ta muốn cái kia nói như vậy ta liền thì không thể không cố gắng a à. mà hil ngước nhìn amen lộ ra làm người thương yêu dáng vẻ cái này nũng nịu thủ đoạn tuyệt đối là chi tô dạy cho nàng amen cười khổ nói vậy ta cũng không thể đánh trật cũng giống vậy hướng về chủ cửa hàng trả tiền cầm tới lấy được đạn amen thật lâu không có chơi qua không biết có thể hay không thuận lợi. Hắn một bên, vừa, xác nhận thương, súng, cảm giác, cho rằng, một bên, vừa, trầm tĩnh lại, khoe điểm mạnh tư thế, bóp cò súng. Dùng, với, trôi chảy động tác bắn ra về sau, viên đạn bần thẳng tắp hướng chứa cài tóc hộp bay đi, lướt qua biên giới, rìa. Học hơi có chút lay động, thế nhưng không có ngã xuống. Thật đáng tiếc. Không không, như vậy là tốt rồi. Đây là vì thấy rõ đường đạn lắc lư, Quy lực cùng thương súng bản thân tính tình cũng không phải là nói thứ nhất phát gửi liền thì phải đánh bại chắc lần này chỉ là xem như thử bắn trên thực tế cũng chỉ là nhẹ nhàng sát qua mà thôi có điều từ xúc giác bắn ra cảm nhận cùng đánh trúng phần thưởng cảm giác cho rằng bên trong A amen cảm thấy dùng tiệm này súng cũng không thành vấn đề xuất phát từ ra ngoài thương súng các phương diện nguyên nhân một số thời khắc là không thể nào đánh bại mà amen cảm thấy lần này không có vấn đề chỉ cần nhắm ngay đánh trúng vị trí tốt đại đa số đồ vật thứ hẳn là đều có thể đánh bại amen đối với mình trực giác không có đổi thành chậm chạp mà cảm thấy an tâm lại một lần nữa nhét vào nhắm trúng vì ma hiu lợi mà nói mặc kệ là xem như tiệm này thưởng lớn lớn đồ chơi vẫn là hay là thứ gì khác amen đều dự định đi nỗ lực đánh trúng có điều ma hiu mong muốn chính là cài tóc cho nên amen chỉ nhắm trúng kia một chỗ thật hoài niệm a à. amen quay về ức lấy qua lên tiểu học cùng sơ trung thời điểm thường xuyên bị được mang đến ngày hội lễ hội chơi đùa đồng thời lẳng lặng bóp cò súng lần này đánh trúng vào trong hộp ở giữa thoáng chết lên vị trí coi như cho dù đánh trúng chính giữa cũng không nhất định có thể đặt xuống đến mà amen chuyên chú vào để nhường trọng tâm lắc lư cùng làm hỏng cân bằng bắn ra một kích về sau một kích kia chính như mong muốn, lay động, làm đổ hộp. Khách hàng chung quanh đại khái là thấy được, truyền ra rất nhỏ rối loạn. A Minh nghĩ thầm như vậy còn không có đánh trúng liền thì lúng túng, dùng còn lại đạn tùy tiện mua mấy cái xem ra dường như là đồ ăn nhẹ, thuận tiện lấy ra phần thưởng. Chủ cửa hàng trên mặt mang nụ cười, lại nhưng hơi có chút co giật. Nếu như cầm được nhiều lắm sẽ ảnh hưởng kinh doanh ấy nhỉ hồi tưởng lại si khô đã từng bởi vì cầm nắm quá nhiều phần thưởng mà bị cấm chỉ đi vào amen nhúng nhúng vai nói thật không tiện nhận thắng tới phần thưởng như vậy thì tốt rồi a à. amen xoay người dơ lên cầm tới lấy được cài tóc hộp tiếp theo ma hiu xấu hổ nhẹ gật đầu cám cám ơn ta không nghĩ tới thật có thể đánh xuống vì sao ngươi tiện tay liền lấy đến rồi ta bởi vì ta giỏi loại này qua wow, đẹp trai thật để cho người nổi giận. Vì sao a? À? Rõ ràng là Chi Tô thúc dục trước đây, cầm tới lấy được, sau khi nàng lại, nhưng quán giận hơn, A tự mình thể hội loại này không nói đạo lý cảm giác, cho rằng A giỏi loại này đồ vật, thứ đi. Tại đang phòng chơi game chơi, đùa, xạ kích trò chơi cũng có thể đánh ra điểm cao. Bởi vì người trong nhà tại đang loại này vô dụng chỗ cũng bỏ ra tâm tư dạy dỗ ta à nói cái gì đời người sẽ càng thêm phong phú có điều nhiều thua thì cái này mới cầm tới lấy được Simina mong muốn đồ vật gì đó không phải rất tốt sao không nói cũng đúng dù sao nhận được ma hiu mong muốn đồ vật gì đó là sự thật amen rất cảm tạ cha mẹ không biết kỹ thuật có hay không tốt thật đến xem như là cái người sở trường đây amen cười từ trong hộp lấy ra cài tóc nhẹ nhàng kẹp lên ma hiu tóc cắt ngang trắng đem nó cố định cái này cài tóc trùng hợp cùng áo tắm phong cách tương tự có thống nhất cảm giác bầu không khí cũng rất đi ừm đáng yêu rất thích hợp cài tóc có đơn giản đáng yêu thiết kế mà lại dễ dàng cho sử dụng rất thích hợp ma hiu amen thăm dò nhìn xem ma hiu khuôn mặt cười ra tiếng về sau ma hiu mang theo vẻ mặt tường vi màu sắc nhỏ giọng nói cảm ơn khi làm Amen phát giác Ma Hiu đây là đang ngượng ngùng thời điểm, Isuki nói ra, Amen chính là, là được, chuyên trêu chọc shinina a, à, như vậy không rõ ràng cho lắm cảm tưởng. Gặp Ma Hiu đã xấu hổ lại vui vẻ, Amen sờ lên Ma Hiu đầu, không đến xỉa Isuki. Ma Hirun thật vui vẻ a. À. Đeo lên Amen thắng tới cài tóc về sau, Ma Hiu xem ra tâm tình thật tốt. Nàng trong bụng nở hoa, thậm chí Chito đều muốn mà nói một câu. Hướng về xung quanh tràn ra không chỉ là nàng vỡ hòa trong niềm vui, còn có nụ cười ngọt ngào, làm không cẩn thận còn có thể một tiễn bắn vào đi ngang qua đàn ông trong lòng, triển vọng không thể đo lường. Cho dù tù binh xung quanh đàn ông bộ dáng kia chính như thiên sứ, nhưng trong tươi cười lại, nhưng mang theo ma tính. Itsuki dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma hiu tâm tình tốt như vậy, lộ ra có chút trục trề cùng xấu hổ. Thậm chí ngay cả lúc đầu, vốn là có chút sức đề kháng Amen cũng kìm nén không được trong lòng cổ động. Này, Amen ngươi đến ngăn cản một chút. Ta cũng cảm thấy, mặc dù đáng yêu nhưng bị hại sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như Ma Hiu có cái gì sơ xuất sẽ không tốt. Đối mặt vẻ mặt hạnh phúc Ma Hiu, Amen kéo qua bản thân nhẹ nhàng nắm chặt tay, đem mặt tiến đến lỗ tai của nàng bên trên. Ma Hiu, ngươi có thể vui mừng là được rồi, thế nhưng không nên đem cái bộ dáng này cho người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị người xấu mang đi mà lại mà lại đáng yêu như vậy biểu lộ vẻ mặt vẫn là hay là tại đang hai người thời điểm cho ta xem đi ta muốn độc chiếm amen dùng với chỉ có ma hươu nghe thấy âm thanh rỉ tai nói cho nên ta không muốn để cho người khác trông thấy ma hươu khuôn mặt liền lập tức dùng với bốc lên hơi nóng tình thế đỏ lên khi liều mạng liên tục gật đầu dán vẻ thẳng thắn đáng yêu để cho người ta tán thưởng nhưng mà lại làm méo vừa mới đeo lên cài tóc. Amen vừa, một bên, ngăn cản ma hiu, một bên, vừa, bày ngay ngắn cài tóc, thuận tiện sờ lên ma hiu khuôn mặt. Lần này thì là ma hiu cứng nhắc, sau đó nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Amen trên cánh tay che lấp khuôn mặt. Amen nghĩ thầm đây đại khái là thẹn thùng, dùng ngón tay bắp thịt mơn trớn cầm ma hiu tay, mà nàng vẫn có phản ứng, xem ra cái này cũng không hoàn toàn vượt qua nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Bên kia hai vị, mị hoặc là ngừng, lần này bắt đầu mắc mù a. À. Ma Hiu đáng yêu mà không có cách nào. Không, ta cảm thấy lần này là vấn đề của ngươi, nguyên nhân cũng ở trên thân thể ngươi, ta đều, cũng, muốn cho những cái kia nói amen âm trầm nữ sinh nhìn xem ngươi bây giờ như vậy. Ngươi đây là làm cái gì? Amen sau khi thức tỉnh Mahirun cũng không được a, à, lực phá hoại càng ngày càng ghê gớm rồi. Thức tỉnh là cái gì rồi, ta, à? A Minh ngốc suy nghĩ nhìn về phía dính vào trên người Ma Hiu, phát hiện nàng chẳng biết vì sao hướng lên trên hơi trừng mắt nhìn mình. "A Minh, cung, câu nói mới vừa rồi kia yên nguyên trả lại cho ngươi." "A, à, a." À. "Tuyệt đối à. a." A Minh nghe nàng như vậy căng dặn mà sau khi gật đầu, Ma Hiu thoáng an tâm lại, đem lấy cái trán đặt ở A Minh trên cánh tay. Nghĩ đến Ma Hiu yêu thích loại này đụng vào cách thức, A Minh liền do nàng như vậy tiếp theo liền thấy đến chi tô vẻ mặt cười xấu xa dáng vẻ tự nhiên chuyên trêu chọc mahirun vẫn là trước sau như một a à. trêu chọc ta nói a à. nhìn xem mahirun dáng vẻ còn rất khá ta không ngăn ngươi rồi lại nói ta đói bụng qua bên kia mua chút ikeakia à. quá ngọt ta muốn ăn điểm chút mặn ngươi còn không có ăn đồ ngọt đi nói không phải cái này rồi tóm lại đi trước đi coi như là vì người xung quanh Nghe được cuối cùng nửa câu, Amen mắt nhìn xung quanh, cùng đỏ mặt mọi người đối mặt ánh mắt. Bất luận nam nữ, đều, cũng, bị, được, ma hiu ngượng ngùng cùng đáng yêu trúng đích A, à, dù sao từ đàn ông trên người còn có đơn giản ánh mắt ghen tị, khẳng định là như thế này không sai. Amen vừa, một bên, hối hận không nên tại, đang, nhiều người chỗ để, nhường, ma hiu xấu hổ, một bên, vừa, nghe theo Tô đề nghị, nắm ma hiu tay đi về hướng bán Ikeaki sạp hàng. Từng tại, đang, lễ hội ăn cơm hương vị quả nhiên không đồng dạng, tuy nói là bầu không khí tác dụng. Chi tô lúc trước còn, vẫn, ăn mì xào cùng gà rán khối, miếng, hiện tại lại vẻ mặt thoải mái mà miệng lớn ăn lên Ikeaki, biểu lộ, vẻ mặt, cực kỳ vui mừng. Hiện tại, mọi người tại khu nghỉ ngơi đứng đấy ăn cái gì, thoáng cách xa sạp hàng sang sát đường lớn, nhưng ở nơi này, vẫn có thể cảm nhận được liếc tới ánh mắt. Dù sao Mahiu cùng Chi Tô mặc dù kiểu khác biệt nhưng đều là cô gái xinh đẹp a. À. Mahiu dường như tượng trưng cho thanh tú đáng yêu, mà Chi Tô thì lại lấy hoạt bát được người khác yêu thích nam sinh tức giận vì là mỹ lực. Cho dù phương hướng khác biệt, nhưng hai người không hề nghi ngờ đều là cô gái xinh đẹp, sẽ làm người khác chú ý cũng là đương nhiên. Đồng thời, hiện tại Chi Tô đang đúc tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Ikeaki Mahiu. Đáng yêu hai người thân thiết hỗ động, đàn ông ánh mắt tự nhiên là vững vàng mà hấp dẫn lấy đại khái có lẽ bởi vì ăn ngon mà hiu lộ ra dịu dàng mỉm cười thậm chí có thể nhìn thấy có đàn ông vì vậy mà sững sờ thở dài đại khái là bởi vì trước mắt tình cảnh giống như tác phẩm hội họa đi thật đáng yêu a à? mặc dù đáng yêu thế nhưng bỏ lại ta thân mật nổi lên lúc đầu ngươi ghen ghét a à? nữ sinh quan hệ tốt có cái gì ghen tị ha ha vậy thì nhìn xem đi ta cảm thấy tốt như vậy cực kỳ. Mặc dù Isuki nói, cô gái xinh đẹp vui đùa dáng vẻ đặc sắc, cái này có chút biến thái phát biểu, nhưng Amen cũng không phải là không rõ tâm tình của hắn. Chỉ có điều, nếu như nói ra điểm này, e rằng bản thân liền thành biến thái. Thế là, Amen giấu ở trong lòng, nhìn xem hai người thân mật vui cười, lúc này, lân cận, gần đây, truyền đến cùng nhau ta, à, Shinina, âm thanh. Quay đầu lại, Nơi đó có mấy tên cùng lớp nam sinh ở nhìn xem ma hiu các nàng. Bọn hắn đại khái, có lẽ, cũng đang hưởng thụ lấy lễ hội, có mang theo mặt nạ, có cầm kẹo đường cái túi, hiển nhiên chơi đến rất vui sướng. Trước tiên có phản ứng là Isuki. Hắn mang theo hoàn toàn như trước đây cởi mở nụ cười, vẫy tay hướng về bọn hắn chạy đi đâu qua. Qua wow, à các ngươi cũng tới sao, không? Shiraka ở đây Isuki khẳng định cũng ở đây nha. Kiểu nói này Fujimiya cũng ở đây. Ở đây này. Amen không giống Itsuki như thế ngoắt, mà là nhẹ nhàng nhất tay, tiếp theo bọn hắn liền rùm bên trách móc. a à, áo tắm. Áo tắm không được sao? Không phải, cảm giác, cho rằng, ngươi ăn mặc rất tra dáng. Ta chỉ là bình thường mặc. Ngoại trừ mặc áo tắm, Amen không có làm cái khác chuyện đặc biệt, bình thường tột cùng có điều bọn hắn dường như cảm thấy áo tắm bầu không khí tương đối đặc biệt. Tại, đang, bọn hắn nhìn chăm chú ánh mắt xuống, A cảm nhận được khó nói lên lời xấu hổ cùng lòng ngứa ngáy, sắc mặt bắt đầu phát khổ, xong A nhìn thấy Ma Hiu ung dung đi tới, mọi thứ đều, cũng, thư giãn. A, à, đã lâu không gặp thật cũng không bao lâu là được. Lần trước nhìn thấy vẫn là, hay là, kết thúc một giai đoạn học tập cách thức, lễ, đi, tất cả mọi người như vậy tinh thần là tốt rồi. Qua, wow, Sinina mặc áo tắm. Những bạn học kia đều không ngoại lệ đều, cũng, nhìn mê mẩn. Cái này đều, cũng, trong dự liệu, cho nên Amen không có để ý, cũng nhìn về phía Ma Hiu. Ma Hiu chú ý tới Amen ánh mắt về sau, gương mặt ửng đỏ. Chỉ là như vậy, các bạn học đều, cũng, đông cứng lại, có thể thấy được Ma Hiu đến cỡ nào đáng yêu. Si, Sinina áo tắm rất thích hợp. Cảm ơn khen ngợi, thật vui ngươi có thể nói như vậy. Có lẽ chỉ có Amen khen ngợi thời điểm ma hiu mới có thể xấu hổ, nàng mang theo xinh đẹp ra ngoài dùng mỉm cười tiếp nhận ca ngợi. Ngươi chính là mặt, đeo, sao? Ừm. Có điều áo tắm là Amen, cung mẹ chuẩn bị cho ta. Đây chỉ là mẹ ta muốn nhìn cho nên đưa tới, ngươi không cần khách khí. Mẹ ta nàng vì thương ngươi cái gì đều, cũng, làm ra được rồi, ta. Sang năm, shiko chỉ sợ cũng phải chuẩn bị kimono nàng bản thân nhà mình có mấy món ông ngoại nhà bà ngoại bên trong càng nhiều cho nên khẳng định sẽ hết sức phấn khởi chọn lựa kimono đi nghĩ đến còn có thể nhìn thấy ma hiu mặc cái khác kimono dáng vẻ amen à liền trong lòng đưa đi làm tốt lắm cần phải tiếp tục lên tiếng ủng hộ có điều vẫn là hay là thật không tốt ý tứ rồi à không có việc gì nhà chúng ta đối với đúng ngươi mà nói liền thì cùng quê quán không sai biệt lắm a à. cha mẹ cũng đã nói xem như quê quán là tốt rồi rất hoan nghênh ma hiu nếu như ma hiu quá khách sáo cha mẹ đại khái có lẽ sẽ thương tâm đi ma hiu hiểu lý giải sau đó ngại ngùng gật đầu che trước ngực a mên trải nghiệm lấy hạnh phúc nhìn chăm chú nàng sau đó mắt nhìn tên kia đến đây đáp lời bạn học nói đến hắn chính là là được thể dục tiết thời điểm đến chất vấn người kia cho dù chuyện cho tới bây giờ amen mới nhớ tới nhưng những thứ này cũng không quan trọng bất kể như thế nào ở trong mắt ma hiu bọn hắn đều chẳng qua là người ngoài không tồn tại bọn hắn có thể xen vào chỗ trống đối với chuyện như thế này nảy sinh cảm giác hơn hẳn bản thân tính cách có phải hay không thay đổi nguy hỏng rồi à, a amen trong lòng cười khổ lại nhưng không có chút nào ý định nhượng bộ chúng ta gần như cần phải đi đi sẽ không quấy rầy các ngươi chơi Amen nói bổ sung mà lại Chito cũng đã ăn xong Ikeaki, nhìn về phía Chito, phát hiện nàng đang có chút hăng hái mà nhìn mình. Amen như không có chuyện gì xảy ra kéo qua Mahiu El, đồng thời hướng bọn họ lộ ra Amen đối ngoại dùng nụ cười. Mahiu xem ra lấy làm kinh hãi, lại, nhưng, hiển lộ ra xấu hổ cùng rõ ràng vui vẻ, chủ động dán lên Amen. Ừm, như vậy khai giảng gặp lại. A, à, ừ, ừ, bye bye. Ma Hiu cười kiểu nói này, bọn hắn cũng không cách nào đuổi theo, dùng, với, một bộ khó mà diễn tả bằng lời biểu lộ, vẽ mặt, nhìn xem Amen bọn người rời đi. Rời khỏi bọn hắn về sau, một đoàn người lại đi đến bầy đầy sạp hàng đường. Lúc này, Itsuki đứng tại Ma Hiu khác một bên, đem mặt đụng lên một chút. Amen, ngươi vừa mới là cố ý a. À. Cùng nhau xen lẫn trong ồn ào náo động cùng nhạc đệm bên trong truyền đến. Âm thanh rất nhỏ, có lẽ là vì không cho ma hiu nghe thấy Ngươi chỉ cái gì Ừm, nói thí dụ như hiện tại tư thế Còn có quê quán những cái kia Isuki thật đã thông minh trực giác lại tốt Hắn chính xác lý giải Amen quyết tâm cùng chủ trương Có lẽ là vậy Ngươi cũng thay đổi mạnh A à. Isuki nhỏ giọng nói lầm bầm Không biết là tại, đang, khen ngợi vẫn là Hay là, tại, đang, mắt trợn tròn Amen coi như làm hắn là tại, đang khen ngợi lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa kế tiếp đi ăn nước đá bào a à. lại bắt đầu đi dạo lên bốn người nghe được chi tô sau lại lần dừng bước nước đá bào sạp hàng đã đi qua mặc dù phía trước hẳn là cũng còn có sạp hàng nhưng dù sao không biết quầy hàng ở đâu vẫn là hay là hơi đi trở về một chút tới cũng nhanh ngươi vị này dạng gì ai như thế có thể giả bộ cứ như vậy rồi chi tô bành bành vỗ bụng của mình nhưng có thể nhìn thấy chỉ có kia cùng Ma Hiêu khó phân như nhau eo thon. Cái này kích thước bụng thế mà có thể chứa mì xào, gà rán khối, miếng, lại thêm ikeaki, thật sự là kinh người. A nghĩ đến đến cùng là Trang, ăn mặc, đi đâu rồi, vẻ mặt nghiêm túc quan sát Chito bụng. Ma Hiêu dường như cũng có tâm tư giống nhau, lộ ra cười khổ. Chito là sẽ không mập kiểu đây. Thật hâm mộ người như thế thon thả. Là khỏe mạnh thon thả đây. Làn da rất căng mịn Hi hi lại thêm khoa trương khen bản tiểu thư rồi Chi thật rất thon thả Ông thời điểm cảm giác Cho rằng đặc biệt tinh tế Isuki thường xuyên cùng Chito Ấp ấp ông một cái Chắc hẳn hết sức rõ ràng Chito Cái này thon thả dáng người Mặc dù vóc dáng của Isuki là trung đẳng Cũng đồng thời không có đặc biệt béo Thế nhưng hai người tụ cùng Một chỗ thời điểm Chito thon thả Vẫn là hay là rất nổi bật Chi Tô dáng người bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cùng lúc đó, Chi Tô trên người còn có nhàn nhạt cơ bắp đường vân, nhưng lại hình thể uyển chuyển mà không lộ về cứng rắn, đủ để nhìn thấy Chi Tô nỗ lực. Ăn đến nhiều như vậy thế mà còn sẽ không béo. Thay thế thật sao? Mà lại chi thể chất cũng không dễ dàng béo a, à, tuy nói những chỗ khác lớn, rất, không nổi. Y cung, ngươi cho ta đi, tới e đây đây. Nghe thấy Chito kia vẻ mặt tươi cười phát ra không có chút nào trầm bổng âm thanh, Isuki qua trong giây lát liền phát giác bản thân lắm mồm. Dù sao chạm đến Chito để ý vị trí, nàng đương nhiên sẽ tức giận. Chính là bởi vì là bạn trai đề cập, nàng cơn tức dường như còn vẫn lớn hơn. Xin lỗi ta nói sai bảo cho nên đừng đá ta bắp chân. Mỗi lần đều cũng cùng ngươi nói như vậy, kết quả ngươi mỗi lần đều cũng miệng rộng a. À chúng ta qua bên kia cố gắng, thật tốt, tâm sự. Chito nở nụ cười kéo lấy Isuki cánh tay, mà Amen hướng về Isuki đưa đi mặc niệm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi có nói cái gì sao? Không, không có gì. Amen không muốn nhóm lửa lên thân, liền nhàn nhạt làm ra chối bỏ, sau đó hướng về bên cạnh khó xử ma hiu tận lực mỉm cười, để, nhưng, nàng không đến xỉa Isuki cầu cứu. Ma Hiu muốn ăn cái gì khẩu vị nước đá bào? Ây, cỏ, dâu tây. Ừm, vậy thì đi mua đi. Chito, chúng ta đi trước mua chuyến, dãy, nước đá bào, hai người ngay tại kia cố gắng, thật tốt, trao đổi. Tốt, thật. Chito một bên, vừa, dùng uy thế trấn áp Isuki, một bên, vừa, quay đầu cười trả lời. Amen cũng nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, kéo Ma Hiu tay đường cũ trở về. Hai người lấy lòng, mua tốt nước đá bào sau khi trở về chi tô thuyết giáo vẫn chưa kết thúc amen xa xa nhìn qua tại đang bên đường thân thiết trò chuyện hai người nhún vai sau đó nhìn về phía đang dính vào bản thân trên cánh tay không nói gì cười khổ ma hiu còn chưa kết thúc a à? quan hệ bọn hắn thật tốt đây đại khái là hai người bọn họ thân mật cách thức đi chính là là được chi tô có chút tức giận a à, a à ha ha À cũng biết chi tô đó cũng không phải thật tức giận đến trong lòng đi tới bởi vậy không có ngăn cản hai người mà là cầm trên tay nước đá bào cái chén đưa cho ma Hiu. cho ma Hiu. cảm ơn amen à cung thoáng có chút chát chát đây thật ra ta là muốn dukintoki nhưng sạp hàng lên bên trên dù thế nào cũng không có thứ đó a à. biên dịch và chú giải Yukintoki, một loại nhật bản truyền thống nước đá bào dùng với nhật thức mát cha thêm đường kính cùng nước luộc thành nước đường, xối tại nước đá bào bên trên, bên cạnh tăng thêm dùng, với đường kính nấu chín đậu đỏ, chế thành sắc thái rõ ràng đồ ngọt. Tiện thể nhắc tới, Amen chọn mát cha vị, ý nghĩa. Nếu như có, Amen liền sẽ mua Yukin toki, nhưng muốn sạp hàng chuẩn bị đậu đỏ nhân bánh cùng gạo nếp nấm có chút ép buộc, không có cách nào liền đành phải thích hợp. Amen cung sẽ ăn loại này đồ ngọt à. Ta nhớ rõ ngươi không thể nào ăn. Ta cũng là không ghét đồ ngọt a, à, chỉ là sẽ không chủ động đi ăn. Ta thích đậu nhân bánh, đặc biệt là cả viên đậu đỏ cái loại kia. A chỉ là sẽ không chủ động đi ăn đồ ngọt, nếu là có có sẵn vẫn là hay là sẽ ăn. Hắn sẽ chủ động muốn ăn đại khái là chỉ có sự trứng loại, nhưng cũng không thể nào ăn, cho nên sẽ không lưu lại yêu thích những vật kia ấn tượng. Hắn sở dĩ yêu thích đậu nhân bánh là bởi vì đậu nhân bánh rất kết hợp tương xứng matcha trà xanh cây đắng cùng vị ngọt thực phẩm lẫn nhau phụ trợ vô cùng kết hợp tương xứng amen à thật ra còn rất yêu thích như vậy a à, có điều nấu hạt đậu rất phiền phức mong muốn làm chút gì cũng rất mệt mỏi người đâu mà hiêu người sẽ từ bản thân nấu hạt đậu bắt đầu cân nhắc cũng quá lợi hại mua được thì tốt rồi đi mà nói là sẽ không nghĩ từ đậu đỏ bắt đầu làm dù sao cũng có túi chứa đậu nhân bánh bán cân nhắc đến lao động cùng thời gian tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn đi mua loại kia có điều ma hiu trước hết nghĩ đến dường như là tự mình làm ta muốn cho người mình thích ăn được đồ ăn ngon dù sao bên ngoài bán những cái kia không dễ kiểm soát ngọt độ mức độ mà lại rất nhiều cũng không có bảo lưu lại hạt tròn cảm giác nghe thấy ma hiu mỉm cười nói muốn cho bản thân ăn được món ăn ngon đồ vật gì đó như vậy làm cho người cảm động ngữ Amin cũng bởi vì thua thì cảm giác cùng cảm nhận được yêu thích mà sinh ra cảm giác hạnh phúc. Không biết nên thả lỏng vẫn là hay là căng thẳng mặt. Vậy ta muốn ăn bỏ thêm bánh đậu matcha pudding, còn có dojiki. Ha ha, được rồi, giao cho ta rồi. Ma Hiu nói nếu như là vì Amin, cung, ta cái gì đều sẽ làm được như vậy từ trong miệng của nàng nói ra liền không lộ vẻ khoa trương, bắt đầu ăn nước đá bào mà Amen thì là cảm thấy một luồng khó mà nói nên lời xấu hổ, vì che giấu loại tâm tình này, cũng đem bản thân nước đá bào đưa vào miệng bên trong. Có matcha pudding thật tốt a. À? Đứng đắn ăn nước đá bào lúc, Chito cùng Isuki thân thiết trò chuyện đồng thời dường như cũng đang nghe bên này, hâm mộ đi tới. Trừng phạt Isuki xong chưa? Đương nhiên rồi, y cung thật không có lễ phép ngươi nói đúng không? Chito dựng thẳng ngón cái, Amen và Mahiu thì cùng nhau, cùng một chỗ, cười khổ, nhìn về phía vừa mới Isuki vị trí, nơi đó chỉ một người đều cũng không có. Lại nói Isuki đây, đâu? Đi mua nước đá bào cùng chocolate chuối tiêu. Còn vẫn trở nên nhiều hơn. Đây là nhận lỗi mà. Chito lập tức nghiêng đầu qua. Amen nghĩ thầm Isuki túi tiền muốn xong, xong cũng không đồng tình, dù sao cũng là bản thân hắn đã làm sai trước. Isuki đạp mấy lần mình lại nhưng, không tiếp thu dạy dỗ, đối bọn hắn mà nói, cái này có lẽ giống như một loại tiếp xúc cùng trao đổi đi. Có điều chọc tới người tức giận cũng không quá đáng giá khen ngợi là được. Lần này Chi Tô giận dỗi dường như huyên náo rất lâu, hiện tại nàng vẫn biểu môi. Ta cũng không phải mong muốn nhỏ như vậy dù sao nam nhân đều càng ưa thích ma hiu lớn như vậy à. Ngươi, ngươi nói như vậy. Ma hiu nhanh chóng che trước ngực. So với Chi Tô, nàng rõ ràng muốn đột xuất. Xuất sắc, vòng 1. Amen cảm thấy nàng tuyệt đối cao hơn bình quân trình độ, có điều nếu như quá để ý Hiu sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên Amen một mực đều, cũng không chút đi xem. Ta cũng không phải ghen ghét A, à, chỉ là hâm mộ Mahirun. Mahirun có rất nhiều ta không có đồ vật, thứ, vừa đẹp, vóc người lại đẹp, có thế vận động, thể thao, học giỏi, lại còn làm việc nhà, rất văn nhã, quả thực là đàn ông lý tưởng. Không có rồi. Có có nếu như Đai Kỳ chú nhìn thấy Mahirun, tuyệt đối sẽ nói với Y Cung chọn loại này nữ sinh tốt hơn. Chi Tô cười, cười đến có chút quể oải. Amen liền lờ mờ đã nhận ra vì sao nàng hôm nay sẽ một mình tìm đến Amen và Mahiu. Đại kỳ chú nói ngươi cái gì sao? Từng nói là không nói, chỉ là ánh mắt không chào đón ta. Đại kỳ là Isuki cha. Hắn không chào đón Isuki cùng Chito quan hệ, liên quan. Đi Isuki trong nhà lúc Amen từng có cơ hội cùng hắn tâm sự, mà Daiki không có biểu hiện ra bao nhiêu lòng tốt, một là Daiki đơn giản không am hiểu ứng phó Chito loại tính cách này, hai là hắn hy vọng Isuki cưới được ưu tú nữ tính. Cùng nói Daiki chán ghét Chito, càng nên nói là hắn cảm thấy còn có tốt hơn nữ tính. Daiki chú thật ra không ghét ngươi rồi, ta. Có điều nếu như đem, lấy Mahirun đưa đến trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ chọn Mahirun vậy vậy ngược lại là đương nhiên chi có chi tô mị lực trong đó cũng có ma hiêu không có song daiki mong muốn chính là ma hiêu như thế giống như yamato Nadeshiko nữ sinh mà chi vẫn chưa đủ yêu cầu của hắn không phải là chi có cái gì chỗ thiếu sót cũng không phải chi có cái gì sai lầm chỉ là tính tình cùng mục đích không hợp mà thôi chi dường như là đang ý lấy daiki không hợp ý bản thân thật sâu thở dài thế nhưng là coi như cho dù muốn trở thành mahirun như thế ta cũng hầu như cảm thấy không thoải mái y cung nói không cần để ý nhưng ta tương lai vẫn là hay là muốn đi qua khi làm nàng dâu nha ta muốn đem quan hệ làm viên mãn mà thật là khó a à, vấn đề này cũng không phải lập tức là có thể giải quyết ừm phải tốn thời gian đến theo năm qua coi là ta là sẽ cố gắng rồi có điều có một số việc chính là là được khó khăn dù sao phải xem có thể hay không hợp Chito mặt lộ vẻ khó xử, cười nói: Nếu như giống các ngươi như thế nhận được công nhận thì tốt rồi. Áp vào ma hiu trên người phân, phân chia ra chút nàng nước đá bào. Amen thì không biết nên nói với nàng cái gì tốt. Ma hiu đại khái, có lẽ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là dịu dàng vuốt ve Chito. Chito cũng nũng nịu chà sát đi tới, thuận tiện muốn nàng nước đá bào ăn. Đúng lúc này, từ đám người khe hở bên trong có thể nhìn thấy. Isuki hai tay ông muốn hắn mua đồ vật, thứ, trở về, lại. Ta cũng không có tinh thần sa sút cho nên đừng nói cho Ikun. Chito dành trước làm tốt nhắc nhở, sau đó phủ lên giống nhau thường ngày nụ cười đi đến Isuki bên kia, mà Amen và Mahiu mang theo phức tạp biểu lộ, vẽ mặt, đưa mắt nhìn nàng tiến đến. Ba người cùng mua sắm chân chạy trở về Isuki tụ hợp về sau, ăn xong vật mua được, thuận dòng người chậm rãi xem xét sạp hàng. Lại nói, người thật đúng là nhiều a à. dù sao lân cận gần đây lễ hội liền thì cái này một cái người sạp hàng nhiều quy mô cũng rất lớn đụng phải bạn học cũng bình thường a à. Isuki bổ sung nói có điều bọn hắn đều cũng nản chí lui xuống vui sướng nở nụ cười mà amen vẻn vẹn nhún vai ma hiu nghe vậy vẻ mặt sững sờ đại khái là đối với đúng lui xuống cái từ này cảm thấy nghi hoặc đừng nói chú ý tới ma Hiu e rằng căn bản liền thì không quan tâm qua đã từng trải qua bọn hắn nghĩ tới đây amen trong lòng liền thì tuôn ra nho nhỏ cảm giác hơn hẳn không bằng nói có ta ở đây bọn hắn thật đúng là dự định hấp dẫn ma hiêu chú ý a à? a amen vốn cho rằng nhìn thấy trong trường học bộ dáng kia toàn trường đều biết ma hiêu sẽ không chú ý bản thân bên ngoài người nhưng bọn hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Amen cũng không phải là không rõ bọn hắn ý nghĩ có một thanh thuần thanh nhã hồn nhiên đáng yêu tự như nam sinh lý tưởng thiếu nữ ở ngay gần tại đang đối phương xem ra giống như là có tên nhà quê bắt cóc nàng đồng dạng khẳng định khó mà tiếp nhận đi chỉ có điều mà hiểu đối đãi amen và những người khác thái độ rõ ràng khác biệt thật hy vọng bọn hắn có thể hiểu được điểm này nàng thật đúng là yêu ta à tự nhiên đây là amen đã sớm biết có điều a minh mới đây trải nghiệm càng ngày càng sâu nàng thật tại đang quý trọng yêu thương lấy chính mình a minh đối đãi ma hiu đương nhiên cũng bao hàm ngang nhau nhiều nhiệt lượng có điều tại đang đã xấu hổ lại tự hào tình cảm bên trong hắn luôn cảm thấy ngứa một chút a minh cũng thật rất yêu thích ma hiu a à, trong lúc biểu lộ đều cũng lộ ra tới a à. so với trước kia càng thân mật biểu lộ vẻ mặt a à, ánh mắt a à cũng nhu hòa thật nhiều nhất định phải nói chính là là được trở nên ôn nhu ta ngược lại thật ra biết mình hoặc nhiều hoặc ít thân mật một chút có điều muốn nói dịu dàng muốn nói thái độ dịu dàng còn tốt có thể nói thu hút thần vẽ cùng biểu lộ vẽ mặt dịu dàng A amen cũng đồng thời không có quá nhiều trải nghiệm toàn thân lên bên trên bầu không khí càng lệch lãnh đạm chính hắn cũng cảm thấy bản thân tương đối lạnh lùng nói đến dịu dàng A liền không nghĩ ra được. Ma Hiêu, ta thật có nàng nói như vậy sao? À, vậy, vậy cái, người, đúng vậy. Thật sao, lại nói coi như, cho dù nói ánh mắt gì gì đó dịu dàng. Lần sau ta sẽ chụp được tới, ngươi liền thì nhìn xem lăn lộn a. À. Nghe được nói, dù sao lợi hại như vậy, A Minh liền muốn lấy tại đang trước mặt người khác ít yêu thương điểm, chút Ma Hiêu, thế nhưng là Ma hiu chung quy dễ thương như vậy. Amen không có tự tin có thể nhìn được. Ma hiu đỏ lên khuôn mặt, thỉnh thoảng nhìn về phía Amen bên kia. Nói chung Amen trước tiên dùng ngón tay mơn trớn khuôn mặt của nàng, đồng thời thoáng dùng sức kéo căng từ bản thân khuôn mặt. Tại, đang, trước mặt chúng ta, hiện tại mới căng thẳng khuôn mặt cũng vô ích. Ngươi thật là phiền. Ma khẳng định cũng càng yêu thích dịu dàng Amen. A, mình. à, vậy, vậy cái, ngươi, mặc kệ Amen, cùng thế nào ta đều, cũng yêu thích. Bất luận là anh Tuấn vẫn là hay là dịu dàng gợi cảm Amen cung. Ơ, ờ, này, còn vẫn gặp qua gợi cảm Amen a. À. Cho dù Chi Tô cười xấu xa, nhưng Amen cũng đồng thời không có làm bất kỳ đối lý sự tình, cho nên hắn mặc dù bày ra không thích vẻ mặt, cũng không có bối rối. Mặc dù đã quan hệ qua lại hẹn hò hơn hai tháng, nhưng hai người vẫn chỉ là hôn môi, không có tiến thêm một bước mà lại amen cũng dự định lại nhẫn nại chịu đựng một hồi vừa mới quan hệ qua lại hẹn hò liền thì đưa ra loại kia hành vi thật giống như vì nhận được cơ thể Amin chán ghét như vậy hơn nữa sẽ có gánh nặng chính là Ma Hiu không thể tùy tiện dựa vào khí thế đi làm nếu như Ma Hiu hy vọng vậy cũng không phải là không thể cân nhắc nhưng trước mắt còn không có loại này dấu hiệu bởi vậy vấn đề này cũng liền vô duyên lại không làm các ngươi nghĩ loại sự tình này. Quan Minh Chính Đại nói ra, nói là cấm dục đây vẫn là hay là nói lý tưởng thuần khiết đây. Có điều các ngươi hôn qua miệng a. À? Không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi nói cho nàng cái này a, à, A à Minh nhẹ nhàng nắm một lần nữa dắt lên tay làm ra trách cứ về sau, Ma Hiu đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng nói câu thật xin lỗi. Ma Hiu đại khái là tại đang nữ sinh sôi động lúc nói chuyện nói ra được, cho nên A à Minh cũng không tiện phàn nàng cái gì, có điều như thế một chỉ ra chắc chắn sẽ có chút xấu hổ ở trong mắt chi tô đại khái có lẽ ngay cả hôn môi cũng coi như muộn nàng cảm khái nói hai vị thật thật là ngây thơ a à, chắc là hoặc là nói amen à quá nhát gan để nhường amen à nhíu mày không có gì không tốt đi dù sao là theo chúng ta bước đi đi ừm đi là được rồi có điều ta muốn nói nếu để cho cô gái chờ quá lâu đối phương cũng sẽ cấp bách sốt ruột muốn có chừng có mực rồi Chi, Chi Tô Ma Hiu cũng tốt nhất thành thật mà nói ra A à. So với theo ta bàn bạc nói, A Mên, cũng không chịu hôn môi A A A A A A không thể nói cái này Mà Hiu cuốn quyết muốn trắng Chi Tô miệng, khiến A Mên mở to hai mắt Mà Chi Tô nhẹ nhàng lóe lên, cười hì hì, giống như tán thưởng giống như nhìn xem Ma Hiu Tuy nói Ma Hiu giỏi vận động, thể thao, nhưng Chi Tô cũng giống vậy giỏi, lại thêm Ma Hiu còn, vẫn mặt không dễ dàng cho hành động áo tắm, mà hiu dường như bắt không được chi tô. Hư hư, mặc dù Mahirun sẽ xấu hổ, nhưng ta một mực đang nhìn xem, cảm giác, cho rằng, thật đáng yêu nha. Có điều amen như vậy tiêu cực ta cũng rất mắt trợn tròn. Lại, nói thêm gì đi nữa lời mà nói, ta liền, thì, không giúp ngươi đuổi còn lại làm việc. Như vậy sao được, ta còn là im lặng rồi. Nghe được đáng yêu đe dọa, Chito càng thêm lộ ra vui mừng, một bên, vừa, nhếch lên khóe miệng, một bên, vừa, tô qua bờ môi làm ra kéo lên khóa kéo động tác. Ma hiu xấu hổ đến run rẩy rẩy, mà Amen nhìn nàng chăm chăm. Chú ý tới ánh mắt về sau, ma hiu khuôn mặt càng thêm đỏ, muốn chạy trốn, mà Amen cuốn quyết nắm lấy nàng. Amen dùng, với, ông lấy tư thế của nàng bắt được nàng, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng để, nhường, nàng bình tĩnh trở lại. Nếu như tẩu tán liền, thì, không tiện hội hợp, hơn nữa còn sẽ có người bắt chuyện Ngươi không muốn chạy trốn Ô ô Ta sẽ không xem ngươi Tốt a. À. Cho dù không nhìn Thế nhưng trong ngực có thể cảm nhận được nàng xấu hổ đưa tới run rẩy. Mặc dù Amen trong lòng nghĩ như vậy Nhưng nếu như nói ra miệng E rằng ma hiu lần này thực sẽ chạy thoát Thế là hắn không nói những cái kia Đón lấy Ma hiu liền thẳng thắng đợi trong ngực Amen Hiền lành, thành thật, đồng đưa cơ thể Amen cảm giác sâu sắc loại này thẳng thắng chỗ cũng rất đáng yêu, mà Isuki cùng Chito thì mắt trợn tròn nhìn xem bọn hắn. Dịu dàng nói chính là, là được, loại vẻ mặt này a. À. Bản thân còn không biết cho nên mới làm giận. Hai người giống như đang nói thì thầm, nhưng lại cố ý để, nhưng Amen bên này nghe được, khiến Amen gương mặt co giật. Song, Hiu còn đang trong ngực, cho nên Amen cũng không cách nào trách cứ bọn hắn chỉ có thể ở vẻ mặt truyền ra bất mãn của mình. Hô, thở, ăn no rồi, ta, à, ăn no rồi. Nhiều đồ như vậy đều, cũng, cho người chứa đi đâu rồi. Gần như đi dạo xong một lần sạp hàng về sau, Chi Tô sờ lấy bụng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn thả lỏng vẻ mặt. Cho dù bụng kia so với đi dạo sạp hàng trước đó thoáng nhô lên một chút, nhưng vẫn như cũ rất thon thả, thế mà có thể nhét vào nhiều đồ như vậy, để cho người ta không biết là nên cảm thán hay là nên trận trong mắt hô thở tại đàn lễ hội lên bên trên ăn cơm chính là là được không giống nhau nếu như ngươi thỏa mãn vậy cũng không có chênh lệch cẩn thận chớ ăn quá nhiều bình thường sẽ không ăn nhiều như vậy có cố gắng thật tốt kiểm soát dù sao chi tô đang duy trì mảnh khảnh hình thể nàng nói như vậy cũng là không thể không tin nhưng amen vẫn là hay là lo lắng nàng có phải hay không ăn quá nhiều có điều nếu chi tô bản thân đều tiếp nhận amen đã không còn gì để nói này nói kia nói đến amen ngươi ăn no rồi không ta giống như không chút trông thấy ngươi ăn cái gì ừm ta dự định về nhà ăn thêm chút nữa ma hiu lạnh tốt nước dùng ta dự định đổ vào nhanh ăn cơm bên trong làm lạnh chan canh ăn nghe vào ăn rất ngon ngươi còn có thể ăn a à? tuy nói sạp hàng cũng không tệ nhưng một ngày kết thúc công việc vẫn là hay là ma hiu làm cơm càng tốt hơn A-men dự định trở về dụng ma hiu làm tốt đặt vào, để, nước dụng ngâm điểm, chút, cơm đến ăn, liền không có ăn bao nhiêu đồ vật, thứ, nhưng hắn không ngờ rằng Chi Tô thế mà còn có muốn ăn. Đối với, đúng, Chi Tô muốn ăn, ma hiu cười khổ khuyên bảo nói, ngươi vẫn là, hay là, lần sau lại ăn a à? Hôm nay chỉ là ngay dưới mắt, Chi Tô liền, thì, ăn mì xào, gà rán khối, miếng, kiểu pháp gô chan, một viên ma hiu mua được Takoia, lại thêm chocolate chuối tiêu cùng nước đá bào, cho dù là nam sinh cũng nên ăn no rồi, mà hiu đây là đang lo lắng nàng dạ dày đi. Amen vừa, một bên, nhìn qua Chito kia eo thon, vừa nghĩ đồ vật, thứ, đến cùng chứa đi đâu rồi. Chi tô chú ý tới Amen ánh mắt, kêu ta, à, háo sắc, uống éo người, thế là Amen liếc nàng một cái. Tóm lại, chi tô dạ dày dung lượng trước tiên để một bên, sau đó lại làm quan sát. Qua a à thật là lạnh nhạt các ngươi tính toán gì? Gần như trở về. Dù sao gần như đi dạo qua một vòng, mà lại cho dù mùa hè trời tối trễ, sắc trời cũng tối xuống. Lập tức liền muốn tới 8 giờ rưỡi đêm, Amen và Ma Hiu trong nhà cách lại xa, Cần nhắc đến bọn hắn trên đường thời gian, gần như là nên giải tán. Chi Tô cũng là đồng dạng, cho dù có Suki tại, đang, nhưng quá muộn còn, vẫn, để, nhường, nàng đi ở bên ngoài cũng không tiện. Từng trở về là có thể a à, có điều ta đêm nay muốn tại đang mahirun nhà qua đêm a à. cái gì ta sớm đem hành lý đặt ở mahirun trong nhà cũng đã sớm nhận được đồng ý a à. chi tô hướng mahiu cười nói đúng không mahiu cũng cười khổ gật đầu một cái tiện thể nhắc tới bởi vì mahiu biểu lộ vẻ mặt cũng đồng thời đều vui mừng cho nên amen cũng không lo lắng có điều hy vọng nàng sở trường trước tiên nói với chính mình một tiếng dù sao phụ trách mua thức ăn chính là amen có ba người liền phải đi mua ba người phần nguyên liệu nấu ăn. Nhìn vẻ mặt đắc ý chi tô, Isuki tiếc trẻ nói sớm biết ta cũng đi xin nhờ Amen. Mặc dù chỉ có Isuki là một người trở về rất đáng thương, nhưng không có quần áo cho hắn đổi, thay, Amen cũng muốn mà chẳng giúp được. Nếu Mahiru đồng ý vậy là được A. À. Ara Amen, Kun, Mahiru bị cướp đi ngươi không vui. Ta ghen ghét nữ nhân làm gì? dù sao ta biết ma hiu là của ta không quan trọng rồi ta nếu bàn về lời mà nói cùng nói amen không hy vọng ma hiu bị được chi tô dính hắn ngược lại hâm mộ cùng giới ở giữa có thể tùy ý ra vào đối phương cửa chính tuy nói đã hẹn sẽ đi ma hiu trong nhà một chuyến nhưng amen muốn đi là đến ông quyết tâm cho nên rất hâm mộ có thể vào cửa tự nhiên chi tô bởi vậy amen cũng sẽ không đến lúc này còn vẫn ghen ghét chi tô thế là nhún vai mà Ma-hiu thì đỏ lên nổi khuôn mặt rì rào chạy trốn tới chi tô bên người chi tô có bộ dáng như vậy a à? amen cùng mới đây biến thành bộ dáng này à? a ara xem ra mahirun ngươi cũng không dễ chịu nha cái gì a à, ngươi vẻ mặt đó không có gì đúng không mahirun chi tô lộ ra cùng vừa rồi trưng cầu Ma-hiu đồng ý lúc phong cách khác biệt cười xấu xa mà Ma-hiu thì là yên lặng gật đầu dáng chi tô xấu hổ nhìn lén amen phương hướng Amen đến chơi đùa a à. trước khi ngủ làm cái gì a à? chi muốn tại đang mà hiều trong nhà qua đêm cho nên sau khi lễ hội kết thúc amen là một người trải qua đang ngủ trước chi bật video trò chuyện amen liền tự nhiên nhíu mày hắn cũng không phải chán ghét trò chuyện chỉ là người đều nằm lên giường đột nhiên đến như vậy một chút hắn cảm thấy có chút phiền phức lại có chút buồn ngủ trên màn hình là chi tô vẽ mặt tươi cười nổi bật đặc biệt Amen ông có bức tranh này liền Thì rất ồn ào như vậy thất lễ cảm tưởng Đưa di động dời đi đến gối đầu bên cạnh Ta nói a, à, ta đều nhanh đi ngủ Từ ta biết dù sao ngươi cái này tư thế chính là Là được trước khi ngủ mà Ngươi biết ta có thể cúp máy sao không Không muốn ít nhất chờ Mahirun trở về Lại, lại treo, cúp Lại nói Mahiru đây, đâu Đang tắm hôm nay nàng không cùng ta cùng nhau tắm. Chito nói đáng tiếc, nhưng Ma Hiu lựa chọn là chính xác, vẫn là, hay là, nàng một người giặt, tắm, còn tốt. Bằng không, Ma Hiu sẽ ở vốn nên buông lỏng trong khoảng thời gian này mệt mỏi. Ma Hiu nàng không thể cùng ngươi nói ngủ ngon nhưng mất mát ấy nhỉ, cho nên ta mới gọi tới ngươi chớ cúp A. À. Kiểu nói này ta còn thế nào treo, cúp, A. À. Ta không có nói ngươi liền cúp đúng không? Chito cười ha ha nói, ấy ngươi thật quá đáng, tiếp theo bỗng nhiên thu hồi vẻ mặt đó cách màn hình nhìn về phía amen nàng đã không còn vừa rồi như vậy đùa thôi bầu không khí mà là biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh giống như nghĩ thoáng đồng dạng cái này đột nhiên thay đổi để nhưng amen không nghĩ ra ta nói amen a à, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao hỏi cái gì à? a amen biết nàng giống như vậy biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc lúc lại chăm chú nghiêm túc hỏi vấn đề cho nên hắn không có bỏ mặt Tại, đang, Amen quay về đáp về sau Chito thẳng tắp mà nhìn xem hắn Ngươi có bao nhiêu yêu thích Mahirun? Nhiều yêu thích nói là Ngươi như vậy quý trọng Mahirun Ta liền muốn hỏi có bao nhiêu yêu thích Vấn đề này khó trả lời Amen rủ xuống lông mày Mà Chito biểu lộ, vẻ mặt, không có biến hóa Đại khái là của ta thành kiến đi Ừ, bình thường mà nói Học sinh cấp 3 quan hệ qua lại hẹn hò giống như là nhất thời cao hứng như thế đúng hay không chẳng phải chăm chú nghiêm túc chỉ là đùa giỡn là đai kia chú như thế nói với ngươi sao a à ra ngươi làm sao như thế lanh trí chi cười khúc khích nói ở trên người nàng không có lòng hăng hái làm cho người ta một loại quệ oải ấn tượng nàng cầm điện thoại nằm vật xuống đến trên giường khẽ thở dài một hơi ta là không có ý định đùa giỡn a à, có điều ta vẫn luôn như vậy không đứng đắn Đối phương cũng sẽ không cảm thấy ta là chăm chú, nghiêm túc Đại khái, có lẽ, cũng là bởi vì như vậy đi Ta có chút tò mò có bao nhiêu người sẽ đem ánh mắt, khả năng quan sát Đặt ở tương lai phía trên Tại, đang, đi dạo lễ hội thời điểm cũng có như vậy dấu hiệu Nàng đây là đang dùng, với, phương thức của mình hao tâm tổn trí Tại làm sao cùng Isuki cha Daiki ở chung đi Isuki mẹ không quan tâm cái này một khối, miếng Cho nên muốn qua là Daiki cửa này nghe được chi tô vấn đề amen chậm rãi mở miệng không cần cân nhắc cũng có thể hiểu biết trả lời như thế nào ừ rất khó nói có bao nhiêu yêu thích có điều ta dự định để nhường nàng một mực vẫn cười đi cùng ở bên cạnh ta amen nói không nên lời bản thân có bao nhiêu yêu thích ma hiu cũng không biết phải đánh thế nào so sánh có điều có thể xác định chính là hắn muốn cho ma hiu hạnh phúc mong muốn quý trọng nàng hy vọng nàng một đời một thế cười đi cùng tại đang bên cạnh mình A amen nội tâm tràn đầy ý nghĩ như vậy như vậy a à? Tô không phải sao không có khả năng a à? ta đương nhiên sẽ để cho y cung cười vang cả một đời Ừm, um, vậy cũng tốt đi đã ngươi đều cũng nói như vậy đó chính là như vậy không sai mặc kệ người khác nói thế nào cũng sẽ không thay đổi nghe được nàng không quá vui vẻ trả lời amen cũng cười trả lời tại điện thoại bên kia Chito lộ ra lùi bước biểu lộ vẻ mặt cảm giác cho rằng ngươi người quá tốt rồi, ta tức giận a. À. Có cái, ngươi tốt như vậy bạn gái, đương nhiên mình cũng phải tốt thật rồi. Qua phần này ung dung tức giận. Nếu như Chito ở đây, nàng khẳng định sẽ dùng sức đánh giao thiệp A à mình lưng đi. Nàng bất mãn mà nhưng lại mang theo điểm, chút vui sướng lẫm bẩm một câu, sau đó bổ sung nói Mahirun thật là bị được ngươi yêu thích a à? nở nụ cười đón lấy nàng vừa quay đầu đồng thời truyền đến một tiếng quen tai âm thanh các ngươi đang nói cái gì xem ra ma hiu là tắm rửa xong nàng mặc lộ ra ít váy ngủ đứng tại chi tô phía sau nhìn thấy chi tô áo ngủ sau đó lại nói lời này khả năng không có gì sức thuyết phục nhưng dù sao cũng không thể thẳng vào nhìn xem nữ tính áo ngủ thế là A amen thoáng dời đi ánh mắt đồng thời dựng lên lỗ tai có lẽ là ma hiu đi tới chi tô bên kia đang vẽ mặt biên giới rìa đung đưa một lùm màu nâu sẫm ư ừ. đang nói ma bạn trai là một người đàn ông tốt amen à cung sao rồi vừa mới ta tại đang cùng hắn nói đời người nói đời người ư ừ. chi tô làm ra tám chín phần mười sau khi trả lời ma hiu tại đang màn hình bên kia khe khẽ thở dài tại đang một chút xíu bất mãn bầu không khí bên trong. Chi hơi có vẻ hoang mang, lúc này Ma Hiu ngồi xuống Chi Tô bên cạnh. Không tìm ta nói sao? Nghe được cái này mang theo điểm khác xoay lời nói, Chi Tô ngây ngẩn cả người, sau đó một giây sau liền, thì bỏ qua điện thoại di động. Mặc dù điện thoại hình ảnh có xoay tròn, nhưng có thể nghe được phóng ra ngoài ra Ma Hiu anh nhà một tiếng thanh âm rất nhỏ, đại khái là Chi bắt đầu nàng âm hiểu tiếp xúc thân mật đi. Mahirun thật đáng yêu. Cùng ngươi nói cùng ngươi nói, cùng ngươi nói cái, ngươi, đủ. Chito nhào tới rất nguy hiểm. Mahiru trách cứ âm thanh nghe vào rất vui vẻ. Đại khái, có lẽ, nàng cũng không chán ghét Chito như vậy đi. Truyền đến Chito, ơ, này, âm thanh. Điện thoại di động trước đưa camera một mảnh đen. Đại khái là chôn ở trong giường đơn, nhưng có thể tưởng tượng được ra Chito đang dính trên người Mahiru. Ta thích Mahirun. Ta cũng yêu thích Chito. Hi hi tự Amen trên tay cướp đi Mahirun yêu thích rồi. Cái kia, Amen, Amen, cung là, đặc biệt. hiu cầm điện thoại di động lên, dùng, với, thanh âm lo lắng liều mạng giải thích. Amen nhẹ nhàng bật cười. Chút chuyện này ta còn là biết đến. À. Các ngươi cái này đời thứ hai đồ ngốc người yêu. Đời thứ nhất trật tự cho ta. Chito cùng Isuki cũng rất ghê gớm, Amen mới không muốn từ bọn hắn nói này nói kia. Được rồi, nữ sinh các ngươi triển khai cuộc họp mau ngủ đi, thức đêm đối với đúng, làn da không tốt. Bởi vì chủ đề gần như muốn kết thúc mỹ mãn, Amen mắt nhìn thời gian nói như thế. Hiện tại đã qua 11 giờ tối, mà Hiu lại không thể nào thức đêm, gần như nên cảm thấy vây lại đi. Hơn nữa nàng còn vẫn mặc không quen áo tắm đi dạo một vòng hẳn là cũng mệt mỏi muốn ngủ. Trên thực tế, không nói trước Ma Hiu cầm chi tô điện thoại trên mặt ửng hồng, nhìn, xem, Ma Hiu dáng vẻ cũng có chút mỏi mệt, bởi vậy không tốt trò chuyện quá lâu. Ta đều, cũng, không nghĩ tới sẽ từ A miệng bên trong nói ra câu nói này có điều nói cũng đúng, vậy thì cúp máy đi, Ma Hiu ngươi không thành vấn đề sao? Tại, đang, chi tô thúc giục xuống, Ma Hiu đại khái là nhớ tới chi tô liên hệ A là vì cái gì, nàng giật mình mở mắt sau đó nhìn về phía a minh lộ ra dịu dàng mỉm cười e a à, a cung ngủ ngon ngày mai gặp ừm ngủ ngon ngày mai gặp rồi ta à. a minh nghĩ thầm nếu như nạn ở bên cạnh liền sẽ sờ đầu có điều hắn cũng hy vọng hôm nay để nhường hai tên nữ sinh có thể chơi đến vui vẻ cho nên hắn không có đem ý nghĩ biểu hiện ra ngoài mà là hướng về chờ mong qua đêm ma hiu giống vậy về trả lời dùng với mỉm cười a minh cứu ta không cứu. Chito cầm bút chỉ bấm, mặt hướng bàn đọc sách lộ ra bực tức, mà Amen không che giấu chút nào bản thân trợn tròng mắt từ chối nàng. Nàng dường như là vì làm xong làm việc mới đi mà hiu nhà qua đêm. Có lẽ là vì đêm, lấy Amen cũng lôi xuống nước, Chito tự mình nói với mình liền đến Amen trong nhà tới làm làm việc, xong Amen tại đang gần như một tháng trước liền thì làm xong làm việc, chỉ còn lại tự học, hoàn toàn không có hốt hoảng cần thiết. A-men à cũng không cần thiết vội vã ở trên bàn sách học tập, liền ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tạp chí, nhìn xuống chi tô. Dù sao đều tại ngươi kéo dài tới cuối cùng mới làm không hết, có chút kế hoạch tính được không nào? Cùng đến cuối cùng gắng sức đuổi theo tâm tình lại hỏng bét đầu óc vừa mệt cứ như vậy kết thúc nghỉ hè, còn không bằng ngay từ đầu vất vả chút làm xong làm việc để, nhưng nghỉ hè còn lại phần bộ phận trải qua càng vui vẻ hơn. A. À. Trước đó ngươi cũng có thể cùng Isuki cùng nhau, cùng một chỗ làm đi, hắn cũng đã làm xong. Nói cho cùng hắn cũng đè xuống tiến độ đang làm, nếu như ngươi học một ít hắn, hiện tại cũng không trở thành như vậy. A à, a. À. Lại nói, ngươi vì sao cảm thấy xin nhờ người khác là có thể giải quyết a, à, phải làm bài tập chính là ngươi, chỉ là cho đến nay ngươi quá lười cho nên gặp báo ứng mà thôi đi. Không muốn dẫy dụa, làm bài nhanh lên mới có thể càng nhanh làm xong. Mahirun Amen bắt nạt ta. Amen cảm thấy mình nói không sai, xong chi tô lại, nhưng đi hướng Mahiu tìm lên, nổi, tình. Vừa vặn, Mahiu khen ngược chi tô kia phần nước trái cây trở về, lại, tại, đang, trên khay đặt vào, để, ly pha lê, bên trong chứa màu cam chất lỏng. Amen, cung, không thể nói quá ác rồi, ta. Mahiu cười khổ, khuyên bảo nói xong, đem, lấy, nước chanh đưa cho Amen, ngươi nhìn, xem, chi đắc ý ánh mắt giống như đang bày tỏ ngươi đi học học ma hiu giống như chỉ có điều ma hiu cũng không hoàn toàn đứng tại chi phía bên kia không bằng nói ma hiu ý nghĩ càng tiếp cận amen nguyên nhân chính là như thế nàng trước tiên làm xong làm việc đã sớm tại đang tự học ma hiu mặc dù là chú trọng một chút tích lũy kiểu nhưng nàng đã sớm làm xong nghỉ hè làm việc nói là vội vàng đuổi làm việc không tốt lắm cho nên trước tiên đem việc cần phải làm xử lý sau đó tự học để tránh quên sở học nội dung ý nghĩ của nàng cùng amen cơ bản giống nhau để nhường amen thoáng yên tâm ma hiu lộ ra nụ cười ấm áp đem lấy chi tô kia phần nước chanh mang lên bàn đọc sách cũng đồng thời chậm rãi đem tay khoác lên chi tô trên bờ vai chi tô cố lên nha ma hiu người dù sao vừa được nghỉ hè thời điểm hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau cùng một chỗ làm bài tập là ngươi muốn trước chơi đùa a a a cái này không hoàn toàn là tự làm tự chịu mà ma hiu đều cũng mời qua chi lại nhưng lựa chọn chơi đùa không có đồng tình chỗ trống chi còn có ta tại đang coi như cho dù còn lại rất nhiều làm việc cũng không thành vấn đề ma hiu tóm lại cơm tối trước đó một mực vẫn làm lời mà nói vẫn có thể xử lý một nửa tốt a à không muốn. Ma Hiu vô cùng tự nhiên chặt đứt Chi Tô cây có cứu mạng khiến nàng tuyệt vọng, mà A Minh nhìn xem Chi Tô, làm ra thật đáng thương, như vậy việc không liên quan đến mình cảm tưởng, cũng, đồng thời, nhấp một hớp Ma Hiu lấy tới nước chanh. Nếu là thật có khó khăn, chắc là, hoặc là, nói Ma Hiu chỉ bảo đến lúc mệt mỏi, A Minh tạm thời có dự định thay nàng ra trận. Có điều nếu như quá phóng túng Chi Tô sẽ đắc ý vênh váo, cho nên A Minh lựa chọn thích hợp nghiêm khắc phương hướng gặp chi tô một bên vừa than khóc không muốn một bên vừa không tình nguyện làm lên làm việc a nghĩ đến sau đó mua chút cái gì đồ ngọt tới nhìn về phía gò má của nàng nhớ đăng ký kênh f 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha mệt mỏi chết ta rồi chi tô liều mạng viết làm việc giữa đường sen kẻ tạm nghỉ hơi thở mà bây giờ nàng ở trên thảm lăn qua lăn lại làm nũng xem ra là mệt mỏi không được tuy nói hôm nay chi tô mặc vào quần bó cho nên vấn đề chừng mực nhưng mặt đeo nếu như váy coi như trông thấy bên trong amen à trong ánh mắt hiển thị rõ bất đắc dĩ Lăng qua lăng lại làm lật ra nước trái cây làm sao bây giờ đến lúc đó lại xuống quỳ cầu xin tha thứ cùng từ bỏ tôn nghiêm đến loại tình trạng này ngươi vẫn là hay là chú ý đừng làm lật ra đi lại nói làm bẩn thảm cùng quần áo sẽ rất phiền phức ma hiu tỉ mỉ cầm đi vừa mới bày trên bàn hai người phần cái chén thật ra không cần lo lắng nhưng nếu như còn vẫn đặt ở chỗ đó cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện tuy nói coi như cho dù vẫy vào trên mặt thảm amen cũng sẽ không tức giận nhưng cân nhắc đến rửa sạch thảm muốn phí tốn bản lĩnh thời gian amen không hy vọng xảy ra chuyện như vậy ma hiu cũng trách nói ngươi thành thật một chút rồi ta kia mỉm cười bên trong còn vẫn xen lẫn cười khổ Xem ra Ma Hiu cũng không định chăm chú, nghiêm túc, ngăn cản Chi Tô Bởi vì Ma Hiu hiểu, biết, không nhường nữa Chi Tô nghỉ ngơi sẽ mệt mỏi nàng Ô ô không có chỗ lăn vậy ta liền đi Ma Hirun trên đầu gối Chậm rãi, kia là ta chuyên dụng Ô qua quỷ hẹp hòi Ma Hirun, đi mà Amen, cung nói không thể vậy thì không thể Ma Hiu buông thõng mắt khe khẽ lắc đầu, động tác có chút cứng nhắc Đối mặt Ma Hiu dáng vẻ đó, Chito cũng không vì bị từ chối mà biểu hiện ra cái gì bất mãn, ngược lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc dù không thể trải nghiệm đến gối đầu lên đùi, thế nhưng Mahirun vui mừng là tốt rồi rồi. Tuy nói Mahiu dạng như vậy cũng nói là vui mừng, càng tiếp cận là xấu hổ, nhưng nhìn nàng gương mặt có chút ửng hồng trầm tĩnh lại, Chi Tô nói hẳn là cũng không sai đi. Nói không chừng Mahiru là nghe thấy, chuyên dụng cái từ ngữ này mà cảm thấy vui mừng. Vậy thì nhanh lên thay thế ta đi hưởng thụ một chút nhìn, xem, ngươi hưởng thụ ta liền, thì, có lực viết đề. Nghĩ hay lắm, nhắm mắt lại đều biết ngươi nghĩ thoáng người trò đùa. Dù sao là của ta chạy không được, liền chờ ngươi không có ở đây thời điểm làm rồi. Làm là biết làm đây. Dù sao ta có đặc quyền nha. Đi, mua cho ngươi điểm, chút, ngọc đồ vật, thứ, nhanh viết bài tập của ngươi đi bởi vì chi đột nhiên nhảy dựng lên hai mắt tỏa ánh sáng amen lần nữa sâu sắc cảm nhận được người này nịnh bợ tính cách chi nở nụ cười dường như nói liền chờ ngươi câu nói này làm cho amen và ma hiu cùng nhau cười khổ cho nên nói là ban thưởng rồi tà ban thưởng ngươi phải nghiêm túc vậy ta hiện tại đi mua ngay dễ nói dễ nói không hổ là amen chính là là được hào phóng muốn ta thường đi cửa tiệm kia Mua mát bánh gato nha. Sao phờ loại kia? Yêu cầu còn rất cao, thật cũng không bao xa là được. So với phụ cận, gần đây, tiệm bánh gato, nơi đó hơi xa một chút, giá tiền cũng cao hơn một chút, có điều thật ra cũng gần như, mà lại ma hiu cũng rất vừa ý cửa tiệm kia bánh gato, cho nên Amen cũng không phản đối đến đó. Ma hiu đây, đâu? À, ta sao? Vậy không bằng Mahirun cũng cùng đi ra một chuyến. Không thể, như thế ngươi khẳng định sẽ lười biếng lại nói ta cũng không tiện trời rất nóng để nhường nàng đi ra ngoài ngươi đến cùng là không có nhiều tin tưởng ta nha có điều nếu amen là cái người quý ông vậy ta liền thì tạm thời nén giận a à. cẩn thận ta không mua ngươi kia phần cái kia còn ban thưởng cái gì nha cho nên ngươi trật tự cho ta ngoan ngoãn làm bài tập đi amen không đến sĩ chi tô kia viết đầy ánh mắt hoài nghi hỏi ma hiu mong muốn ăn cái gì nhận được chocolate bánh gato trả lời sau đó đứng lên tuy nói mùa hè bánh gato không có tốt như vậy bán nhưng vẫn là khả năng bán xong sớm một chút xuất phát chung quy không sai vậy ta đi ra ngoài một chuyến amen cầm lấy túi tiền rời khỏi phòng khách về sau ma hiu lẳng lặng theo sau nhìn ma hiu dự định đưa tiễn amen đi ra ngoài tại đang amen ngồi tại cửa ra vào mặt dậy thể thao thời điểm mà hiu cũng một gối chạm đất ngồi xổm amen bên cạnh thế nào cái kia thời tiết nóng như vậy để ngươi đi ra ngoài rất xin lỗi không có việc gì a à, dù sao cũng là chính ta nói mấu chốt là ngươi phải nhớ kỹ nhìn kỹ chi tô ha ha tuy nói chi tô bình thường cử chỉ cái dạng kia thế nhưng nàng phải nghiêm túc vẫn là hay là rất nghiêm túc a à? hiểu biết là biết rồi nhưng vẫn là phải ngươi nhìn kỹ tóm lại mang theo hợp lý nghỉ ngơi để nhường nàng cố gắng lên được rồi trông thấy ma hiu mỉm cười gật đầu amen cũng cười đứng lên vậy ta liền thì ra cửa à amen cung xin chờ một chút một chút có thể chứ nghe được ma hiu gọi lại hắn amen quay người lại ma hiu lại đột nhiên tựa vào amen trước ngực cái này đột phát tình trạng khiến amen sửng sốt Ma hiu thì chậm rãi đem bàn tay đến toàn thân sau khi ông chặt hắn. Khi nhàn nhạt hương thơm cùng mềm mại xúc cảm, khiến Amen gần như muốn không nín được lên tiếng. Amen chịu đựng không ra, tạm thời trước tiên sờ lên, nổi, ma hiu đầu, tiếp theo ma hiu ngứa ngáy hiếp mắt mắt nhỏ con ngươi, ngẩng đầu lên. Hôm nay ta học tập đến có chút mệt mỏi, cho nên mới tiếp tế một chút. Nghe thấy ma hiu cái này âm thanh nói nhỏ, Amen cũng không nhìn được ông chặt ma hiu ma hiu trong mắt phát ra xấu hổ màu vẻ mặt trên mặt lại là vui vẻ nụ cười người nếu như nói như vậy vậy ta chẳng phải không muốn buông ra sao vậy cũng không tốt chi tô sẽ thương tâm vậy thì chờ nàng sau khi trở về được thôi đương nhiên có thể ma hiu nhẹ gật đầu lần nữa đem mặt vùi vào amen trước ngực mà amen thì quyết định tranh thủ thời gian làm xong sự tình sau đó về nhà phát hiện như thế đồ vật thứ là tại đang cho chi tô cùng ma mua xong bánh ga tô trở về lại nhìn thấy nhà trọ lối vào hộp thư thời điểm có một cái xa là phong thư xen lẫn trong ngày thường quảng cáo bên trong phong thư bắt đầu làm việc làm đất viết fujimia amen nhận mấy chữ amen không biết là ai gửi tới liền tùy ý vượt qua phong thư sau đó nghi ngờ lên nổi ánh mắt của mình mặt sau viết gửi món người tên shinina asahi đây là ma cha a Amen biết ma hiu mẹ tên là Seo, không phải trên thư tên. Mặt khác, hiểu, biết, Amen e rằng chỉ có một mình hắn đi. Vào lúc đó, hắn đại khái, có lẽ, thấy được ma hiu đến đây nên đón. Chỉ cần đơn giản điều tra một chút là có thể hiểu, biết, Amen và ma hiu quan hệ, liên quan, thân thiết. Chỉ có điều, Amen không rõ hắn tại sao muốn cố ý gửi thư tới. Gửi cho con gái ruột còn dễ nói, Amen không cảm thấy sẽ có cần thiết gửi thư cho con gái bạn trai. Căn cứ Ma Hiu nói, cha đối với mình thờ ơ, nhưng nếu là như vậy, hắn liền sẽ không đến quan sát tình huống. Amen hoàn toàn nhìn không thấu Ma Hiu cha ý đồ. Vô cùng khó xử về sau, Amen quyết định về nhà trước, chờ Chi Tô rời đi sau đó lại, sẽ bỏ niêm phong, liền đem tin, thư, thu vào trong túi sách. Trở về sau đó nhìn, xem, ngươi không thích hợp, có xảy ra chuyện gì sao? tại, đang, Chi Tô vừa phàn nàn vừa làm xong đại khái, có lẽ, 7 phần 10 làm việc sau khi trở về, Ma Hiu thăm dò hướng về Amen nhìn lại. Amen vốn định chờ Ma Hiu trở về lại, sẽ, bỏ niêm phong, có điều Ma Hiu dường như là chú ý tới hắn có việc giấu giếm. Cùng nói là muốn giấu giếm, không bằng nói là Amen không biết nên tin bên trong viết chuyện gì, cảm thấy tốt nhất đừng tùy tiện để, nhường, Ma Hiu hiểu, biết. Nhưng nếu Ma Hiu sẽ nghi ngờ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng không cần giấu giếm mới càng tốt hơn. a, à, cái kia, nói như thế nào đây? Ừm, a, à, nếu như không muốn nói cho ta biết lời nói, ta cũng không phải nhất định phải hiểu biết. nếu mà hiu thái độ là tôn trọng a à ý kiến, a à liền thu hồi chân bắt chéo nhìn về phía nàng. cũng không phải không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi khả năng không muốn nghe. ta không muốn nghe a, à, là thế này phải không? Nàng đại khái là chú ý tới sự tình cùng cha mẹ có quan hệ Ngay sau đó lộ ra nhàn nhạt cười khổ Chẳng lẽ nói người kia còn ở lại chỗ này lân cận, gần đây Đây cũng không phải là ta nhận được phong thư Thu, nhận, được tin, thư Ai gửi Trên đó viết Shinina Asahi Khi chính là ta cha rồi Mahim nhàn nhạc nhạt gật đầu Trong lúc biểu lộ không có Amen trong tưởng tượng như thế dao động nàng lộ ra vô cùng lạnh nhạt, cùng nói là dao động, càng giống là vẻn vẹn có chút giật mình mà thôi. có điều ánh mắt của nàng hơi trở nên lạnh chút. đại khái, có lẽ đến quy tội cha mẹ đối đãi nàng thái độ đi. tóm lại, mặc dù ta tò mò hắn vì sao gửi thư cho a minh cung, hắn là thế nào hiểu, biết ta cùng a minh cung quan hệ, nhưng chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với ta a. À. ngươi không để ý bên trong viết cái gì sao? ta không có nhìn lén gửi cho người khác tin thư loại kia hứng thú cho dù là cha ta gửi người nhận thư cũng là amen cung bởi vì ma hiu kiên quyết khẳng định amen cảm giác cho rằng bản thân quá lo lắng nàng ngược lại để nhường nàng lo lắng từ bản thân lời tuy như thế nhưng ma hiu cùng nói là tiếp nhận xem ra càng giống là không muốn dính líu quan hệ ánh mắt của nàng có chút dao động không có bình thường bình tĩnh như vậy nghe được nàng dùng với, lạnh buốt âm thanh hỏi thăm, ngươi đọc, nhìn, đi, ta về trước tránh một chút, Amen nhẹ nhàng cười khổ lắc đầu. Từng, cái kia, ta hy vọng ngươi ở bên cạnh. Nếu như ngươi không thích nói ta một người cũng được, có điều muốn đọc, nhìn, bạn gái phụ huynh gửi tới tin, thư, ta có chút khẩn trương. Vậy ta cứ đợi ở chỗ này đi, nói với không nói cho ta nội dung bức thư liền, thì, giao cho Amen, cung. Nói xong, Ma Hiều đọc lấy trên bàn sách dạy học phụ đạo. Amen nhẹ nhàng thở dài, từ bên cạnh trong túi sách lấy ra phong thư. Phong thư dính rất chắc. Cẩn thận mở ra về sau, Amen lấy ra bên trong giấy viết thư, đọc viết ở phía trên văn chương. Đơn giản khái quát mà nói, nội dung đại khái là muốn gặp mặt tâm sự, cũng, đồng thời, phụ, kèm thêm, lên phương thức liên lạc. Tại sao là ta? Hắn không phải đến xem ma hiu tình huống sao? Amen hoàn toàn không rõ vì sao hắn sẽ kêu lên chính mình cái này gần như không có quan hệ gì với hắn người giống như nói là mong muốn gặp ta không thấy con gái gặp Amen cung sao như vậy a à? bởi vì ma hiu âm thanh trở nên càng thêm lạnh buốt Amen vô ý thức sờ lên nổi ma hiu đầu mà ma hiu ngứa ngáy híp mắt lại không ta không phải đang tức giận chỉ là đơn thuần không rõ đây là ý gì ta không hiểu vì sao hắn sẽ nghĩ muốn gặp ngươi bình thường mà nói là bởi vì có nam nhân tiếp cận con gái a. À? Không có khả năng. Đặt vào hiện tại cũng không có quan tâm, bảo đảm làm sao có thể lúc này lại đến hỏi đến. Ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi gặp hắn. Ma Hiêu dường như thật dự định giao cho A Minh, câu trả lời của nàng vô cùng đơn giản. A, à, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Người kia mặc dù xem như cha không hợp cách nhưng cũng không phải loại kia sẽ đe dọa người khác người mặc dù lời này cũng không nên do ta một cái người không hiểu rõ lắm người cha mà nói ma hiu ta không biết hắn đang tính toán cái gì nhưng hắn cũng sẽ không gia hại người khác phương diện này có thể yên tâm đi hoặc không đi đều là amen cung tự do nói xong ma hiu toàn thân dựa vào trên người amen mà amen nhẹ nhàng trở về một tiếng như vậy a à. lần nữa nhìn lên tin thư nghỉ hè đến cuối cùng một ngày. Tại, đang, rời nhà không xa quán cà phê nơi cửa, Amen phát hiện muốn tìm người, đứng thẳng lưng. Tại, đang, Amen trước mặt đứng đấy một đàn ông, hắn có một đầu nhìn quen mắt màu nâu sẫm tóc, một đôi màu caramel con mắt, toàn thân trắng noãn làn da cùng phong cách bình tĩnh. Amen từng cùng hắn gặp thoáng qua, đơn giản tán gẫu qua một lần. Hai người không có nói lên tính danh, nhưng Amen đã từ ma hiu nơi đó nghe nói tên của hắn shinina asahi sang amen đáp lời sau đó hắn shinina asahi đưa ánh mắt chuyển hướng amen lộ ra mỉm cười thản nhiên lần đầu gặp mặt cũng không tính là có điều đây cũng là lần đầu tiên tại đang biết nhau trạng thái đối thoại a à. ừ đúng thế sự tình đã từ Hiu bên kia nghe nói liên quan tới gọi thẳng Hiu tên đối phương không có hiện ra dao động đại khái có lẽ hắn đem lấy phương diện này cũng điều tra rõ ràng đi. Asahi nghe vậy, lộ ra gần như cười khổ nụ cười nhàn nhạt. Hắn làm cho người ta lưu để lại ấn tượng không phải hèn yếu mà là dịu dàng, một chút xem ra, hắn không hề giống là sẽ vô tình đến bỏ súng ma hiu mặc kệ người. Kia nói về đến liền thì, bất việc có thể mượn dùng ngươi một chút thời gian sao? Không. Gọi ta ra chính là vì cái này a. À? Đúng vậy a. À? vô cùng cảm ơn ngươi có thể tiếp nhận như thế vội vàng đề nghị. Tuy nói là ta nói ra, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng. Đó là bởi vì ta rất để ý ngươi vì sao lại cố ý gọi ta ra, có điều ta cảm thấy ngươi không nên tìm ta, hẳn là đi tìm ma hiu. Nói thì nói như thế, thế nhưng trẻ con đại khái, có lẽ, không muốn gặp ta đi. Asahi lộ ra cười khổ, bộ dáng kia dường như lộ ra hối hận. Cho dù Amen đối với, đúng, mà hiu tình cảnh cảm thấy oán giận Không cảm thấy có thể tha thứ hắn Nhưng hắn cũng không cho rằng nam nhân Ở trước mắt không có tình cảm vốn có của một người thường Bằng không Hắn cũng sẽ không cố ý đi lẳng lặng Cùng con gái tiếp xúc đi Nguyên nhân chính là như thế Nghi vấn mới sâu hơn Có lẽ bởi vì chú ý tới Amen thăm dò ánh mắt Asahi gãi mặt lộ thoát khỏi tù đầy nghi ngờ mỉm cười Ngươi đại khái Có lẽ cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi ta đi đừng tại đây nơi này nói nhiều như vậy tới trước bên kia trong quán cà phê đi thôi dù sao tại đang quán cà phê lân cận gần đây cũng không tiện trò chuyện quá lâu amen liền gật đầu đồng ý asahi đề nghị cùng hắn cùng đi tiến vào quán cà phê tùy ý điểm chúc ngươi yêu thích hiếm thấy nghỉ hè ngày cuối cùng còn làm phiền phiền ngươi ra nhà này quán cà phê amen cũng thỉnh thoảng sẽ đến có hẹn sẵn phòng khách Đại khái là Asahi làm qua sớm hẹn sẵn, bọn hắn được đưa tới trong phòng khách. Hai người mặt đối mặt sau khi ngồi xuống, dung mạo dịu dàng Asahi lộ ra mỉm cười, hướng về đề cử món ăn cho Amen. Amen nói xong, vậy thì nhận được lòng tốt, chọn menu lên, bên trên, cà phê cùng mỗi ngày bánh gato bàn ghép, mà Asahi cũng hướng về người phục vụ chọn đồng dạng một phần. Sau đó, tại, đang, món ăn đưa lên trước đó, hắn từ đầu đến cuối biểu lộ, vẽ mặt, bình thản, không nói một lời. Hắn sở dĩ yên lặng, đại khái là bởi vì không quá muốn cho người phục vụ nghe thấy, nhưng Amen dù sao cũng là cùng với cha mình tuổi tác tương tự đàn ông ngồi đối diện nhau, cảm giác, cho rằng, vô cùng xấu hổ. Vì giải quyết loại này xấu hổ, Amen trong đầu sửa sang lại hôm nay nghĩ, muốn, hỏi thăm sự tình. Sửa sang lại ba lần về sau, điểm, chút, đồ vật, gì đó, mới rốt cục đặt tới trước mắt. Như vậy, Ngươi tìm ta có chuyện gì? Xác nhận người phục vụ sau khi rời đi, Amen mở miệng trước nói. Cho dù có chút không có lễ phép, nhưng Asahi dường như cũng không ngại, nhẹ nhàng cười nói. Ừm, nghe nói ngươi tại, đang, cùng con gái của ta quan hệ qua lại, hẹn hò, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi đứa bé kia trải qua thế nào, đại khái, có lẽ, chính là như vậy a. À? Không có gì đặc biệt. Ngươi rất đề phòng ta à. Bằng không thì đây, đâu đúng vậy a à, ngươi không đề phòng ta mới kỳ quái gặp asahi hiểu lý giải gật đầu amen cắn chặt bờ môi không biết như thế nào cho phải nếu như nói hắn giống ma hiu mẹ như thế đối với đúng con gái lạnh khóc lời nói amen có thể thái độ cương quyết cũng có các loại cách thức có thể xử lý song hắn cho người cảm giác cho rằng lại nhưng giống như là đang lo lắng con gái đồng dạng thực sự không giống như là trẻ con đã mất hết bố mẹ chỉ cân nhắc những thứ này đối thoại lời mà nói hắn thậm chí để cho người ta cảm thấy là cái người cha hiền lành bởi vậy amen mới sẽ tò mò hắn vì sao từ bỏ ma hiu ta cũng rất muốn hỏi vì sao ngươi chuyện cho tới bây giờ lại đi cố ý tiếp cận ma hiu tại đang chuyện cho tới bây giờ cái từ này bên trên amen mang tới nói móc giọng nói đây là bởi vì hắn thấy được ma hiu tổn thương rất sâu ở trên người nàng gai mấy năm cũng không tróc ra khiến nàng đau khổ mới đây đâm gai rốt cục trụng xuống vết thương cũng chữa khỏi nếu như tại lúc này lại thêm vào mới vết thương vậy nhưng như thế nào chịu được ngươi thật rất quý trọng đứa bé kia a à. đối phương cũng không dùng với thù địch báo đáp lại thù địch mà chỉ là hướng a à ném dùng với tán thưởng lại có chút vui vẻ ánh mắt ta không nghĩ đem lấy đứa bé kia mang đi gì gì đó cũng không có ý định làm ra ngươi lo lắng loại sự tình này đi ảnh hưởng đứa bé kia sinh hoạt cuộc sống. Thật sao? Kia là tự nhiên, chí ít ta không có quyền lợi, cũng không định làm phiền đứa bé kia cuộc sống bây giờ. Như vậy ngươi đến tột cùng vì sao lại đi tìm Ma Hiêu? Ngươi hỏi như vậy, ta cũng rất khó giải thích. Ta chỉ là tới gặp nàng một mặt. Rõ ràng là ngươi vứt bỏ Ma Hiêu. A minh biết lời này không nên do một người ngoài mà nói. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cách nào tha thứ Ma Hiêu cha mẹ đối với nàng hành động. Amin rất hiếm thấy biểu đạt ra rõ ràng thù địch, mà Asahi cũng đồng thời không hề tức giận, vẹn vẹn dùng với bình tĩnh biểu lộ vẻ mặt thừa nhận kia luồng ánh mắt. Người nói thật ngay thẳng, đúng vậy a, à, ta cảm thấy ta bây giờ cũng đồng thời không có quyền lợi khi làm đứa bé kia cha. Đứa bé kia phải chăng coi ta là thành cha cũng rất vô căn cứ, nàng đại khái có lẽ chỉ coi ta là làm là có quan hệ máu mũ người ngoài a. À. Nếu biết nàng như vậy xem ra ngươi cũng rõ ràng chính mình làm ra cái gì a à? dù sao cũng không thể một mực vẫn trốn tránh mình làm ra sự tình ta cùng say ô cũng đồng thời không có làm những cái kia làm cha làm mẹ phải làm làm sự tình tương đương với vứt bỏ đi bị chỉ trích cũng là đương nhiên nhìn thấy asahi dịu dàng mà tỉnh táo khách quan đối đại bọn hắn bản thân hành động amen à cắn chặt bờ môi vì sao không thể sớm một chút không thể sớm một chút xét lại mình bản thân đây nếu như nói như vậy mà hiu liền sẽ không như thế tổn thương cho dù nàng không chiếm được mẹ tình yêu có lẽ cũng có cơ hội từ phụ thân nơi đó nhận được nói không chừng còn có thể hạnh phúc vui cười vì sao việc khác cho tới bây giờ mới ăn năn đây amen không biết mình nên hướng chỗ nào thổ lộ phẫn nộ có lẽ amen không có tư cách phẫn nộ có lẽ phẫn nộ của hắn không thèm nói đạo lý ngay cả như vậy amen cũng không khỏi đến nghĩ như vậy vì sao hắn không có sớm hơn một chút giúp đỡ nàng nếu như ngại phiền toái cũng đừng đem lấy ta sinh ra tới a à, câu nói này ngươi cảm thấy là ai nói kia là chính ma hiu nói a à, các ngươi đã đem ma hiu làm cho nói ra những lời này đúng vậy a à. amen à nỗ lực kềm chế âm thanh phát trung dụng với bình ổn âm thanh nói xong trả lời hắn là thản nhiên tiếp nhận mọi thứ ánh mắt mà cái này khiến hắn càng thêm tức giận cùng bỏ xuống ma hiu đến bây giờ mới hối hận, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần có thái độ như vậy. Nếu là như vậy, Ma Hiu cũng sẽ không như vậy tổn thương. Ngươi nói chính là đương nhiên, ta cũng biết bản thân xem như cha, làm sự tình là kém cỏi nhất. Nói thật, vì sao đến bây giờ lại muốn gặp Ma Hiu rồi? Nếu như Ma Hiu nhìn thấy ngươi sẽ bị thương, ta liền thì không muốn để cho hai người các ngươi gặp mặt. Dù là ta biết ta một người ngoài nói đến quá nhiều nhưng nếu như ma hiu sẽ đau khổ ta cũng không hy vọng ngươi đi gặp nàng theo đạo lý mà nói không nên can thiệp cha con gặp nhau song lần này ma hiu còn vẫn không hy vọng gặp mặt thế là amen giọng nói liền cường ngạnh a ấy nấy thừa nhận amen ánh mắt nghiêm nghị lộ ra nụ cười khổ sở hỏi ta vì sao muốn gặp đứa bé kia a à? là vì cái gì đây đây là đổi chủ đề sao ta không có ý định đổi chủ đề chỉ là rất khó dụng lời nói nói ra nói như thế nào đây ta muốn thừa dịp hiện tại gặp nàng một mặt ý là tương lai không gặp được chắc là hoặc là không có ý định tạm biệt đúng vậy a à. đối mặt asahi khẳng định trong miệng amen chảy ra cay đắng thực sự là tùy hứng đúng vậy a à, quả thật tùy hứng ta không có ý định thay đổi điểm này cũng không cách nào lại thay đổi có điều ta cũng không có ý định để nhưng... Đứa bé kia càng thêm bất hạnh, cho nên nói không chừng nàng chán ghét ta ngược lại tốt hơn. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sớm muộn có thể hiểu. Nhìn thấy hắn nhìn thấu ánh mắt, A hiểu rõ hắn không định nói tiếp, liền dừng lại hỏi tới. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có, cũng chỉ có những thứ này. Ừm, vậy có thể hay không cũng cho ta hỏi một vấn đề. Mời nói. Đứa bé kia hiện tại hạnh phúc sao? Amen không biết hắn dự định hỏi cái gì, thoáng bậy xong tư thế mà Asahi vẫn dùng, với nét mặt ôn hòa làm ra hỏi thăm. Thanh âm của hắn cùng ánh mắt thật giống như mong ước con gái hạnh phúc đồng dạng, thế là Amen chậm rãi thở ra một hơi. Điểm này muốn hỏi bản thân mới biết được, có điều ta bản thân hy vọng có thể để, nhưng nàng hạnh phúc có lòng tin để, nhưng nàng hạnh phúc cũng nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Câu nói kia là nguyện vọng, là tự tin cũng là quyết tâm amen không có ý định để xuống tên kia dịu dàng tinh tế tỉ mỉ so với bất luận kẻ nào đều cũng khát vọng yêu thiếu nữ amen hy vọng nàng có thế từ đầu tới cuối duy trì nụ cười mong muốn tự tay cho nàng hạnh phúc hắn đã quyết định muốn để nàng hạnh phúc mặc kệ người khác nói thế nào hắn đều cũng không có ý định thay đổi phần này ý chí âm thanh tuyệt không coi là lớn nhưng lại không có chút nào dao động amen kiên định khẳng định về sau đối diện màu caramel con mắt to trợn cũng đồng thời sau đó một khắc tại đang quả thật an tâm bên trong buông lỏng xuống như vậy a à, có thể nghe được ngươi nói như vậy là tốt rồi kia kèm theo dịu dàng nụ cười bộ dáng để cho người ta không khỏi liên tưởng đến ma hiu mặc dù ta không có tư cách đề nghị ngươi thế nhưng trẻ con liền thì xin nhờ không cần ngươi nói ta cũng sẽ để nhường nàng hạnh phúc như vậy a à, cảm ơn Amen âm thanh cùng thái độ rất không có lễ phép, bị trách cứ cũng không kỳ quái, nhưng Asahi lại, nhưng, vui vẻ cười. Tại, đang, khó nói lên lời phiền muộn bên trong, Amen dùng, với, so sánh với vừa rồi chẳng phải có gai, chỉ trong lời nói có ý mỉa mai, âm thanh trả lời không có gì tốt hướng về ta nói cảm ơn. Cùng Asahi quay qua về sau, Amen quay về đến nhà. Ma Hiu ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt yên tĩnh, giống nhau thường ngày. Bình thường, nếu như nàng tại đang amen à trong nhà chờ amen à quay về đến nàng sẽ tới cửa nghênh đón nhưng duy chỉ có hôm nay không thể như vậy mà hiu an bình có loại mất tự nhiên so với bình tĩnh càng giống là để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại nàng không có buông lỏng xuống vẻ mặt nhìn về phía amen à ta trò chuyện xong trở về lại a à, thanh âm kia có chút mát mẻ ý nhưng lạnh lẽo không phải hướng phía amen à mà là nàng nỗ lực giữ vững tỉnh táo nguyên nhân thế là amen làm hết sức hướng về như thế nàng gửi dùng với dịu dàng ánh mắt sau đó lẳng lặng ngồi tại đang bên cạnh của nàng amen sau khi ngồi xuống ma hiêu nhẹ nhàng đem cơ thể dựa sát trên người amen cái này một động tác không giống bình thường như vậy ngọt ngào mà làm cho người ta một loại yêu cầu dựa vào cảm giác cho rằng nàng đại khái có lẽ cảm thấy rất bất an a à. cho dù nàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhưng dù sao cũng là đặt vào, để bản thân mặc kệ cha chuyện cho tới bây giờ tìm đến bạn trai, mặc dù Ma Hiu không cảm thấy nhân phẩm đến cỡ nào quá mức, nhưng dù sao vẫn là sẽ có lo lắng. Không có phát sinh ngươi lo lắng loại sự tình này, hắn so với ta tưởng tượng muốn chín chắn nhiều lắm. Là thế này phải không? Có muốn hay không ta nói ra chúng ta trò chuyện cái gì? Tùy ý đi. Nếu như Amen, cung cảm thấy nói cho ta càng tốt hơn, vậy thì mời nói cho ta nói là giao cho Amen, mà Hiu dường như lại sợ nghe được những nội dung kia. Bởi vậy, Amen cầm nàng như muốn phát trung tay. Chính Amen cảm thấy vẫn là phải nói cho nàng. Mặc dù Amen không có hoàn toàn hiểu, rõ ràng, Asahi không thấy con gái gặp nàng bạn trai là đang nghĩ lấy cái gì, nhưng ít ra cũng nên nói cho Ma Hiu đối phương không có ý định không để cho nàng may mắn đi. Có thể xác định chính là, hắn không có ý định đối với, đúng, ngươi làm cái gì hắn nói không có ý định làm hỏng cuộc sống bây giờ của ngươi. Vậy là tốt rồi. Mặt khác, hắn không có đem, lấy, muốn gặp ngươi lý do toàn bộ nói cho ta, chỉ nói là cái gì sau này sẽ không có cách nào gặp lại cũng sẽ không lại gặp, cho nên nghĩ, muốn, trước đó gặp ngươi một mặt các loại. Ma Hiêu nghe vậy, nhỏ giọng nói, vẫn luôn không tìm đến ta, làm gì hiện tại lại đến. Chỉ có điều, thanh âm của nàng so với khinh miệt, tràn đầy càng nhiều là đáng chát liền, thì, ta đến xem, hắn hiện tại cũng, đồng thời, không có cảm thấy ngươi là không quan trọng, xem ra còn, vẫn, giống như là tại, đang, hy vọng ngươi có thể được đến hạnh phúc. Nguyên nhân chính là như thế, a Amen mới không nghĩ ra. Vì sao hắn đến bây giờ mới mong ước con gái nhận được hạnh phúc đây? Cùng phía sau hối hận, còn không bằng lúc trước cũng không cần bố mẹ qua đời, còn không được nuôi dưỡng, nói như vậy mà hiu cũng không cần như vậy cô độc. À mình khó mà mở miệng sau khi nói xong mà hiu khe khẽ thở dài nói thật ta cũng không quá rõ ràng cha mẹ là cái gì nàng phối hợp lấy ngôn ngữ âm thanh rất nhỏ nhưng lại nghe được rất rõ ràng bọn hắn cảm thấy chỉ cần cho tiền coi như cho dù hoàn thành nuôi dưỡng nghĩa vụ là chỉ có quan hệ máu mũ người ngoài đây chính là ta đối với đúng ấn tượng về cha mẹ Mà hiu nhàn nhạt nói ra bản thân lời thật lòng Nét mặt của nàng so với bình thường càng cứng nhắc Lờ mờ làm cho người cảm thấy thiếu hụt tức giận Mặc kệ lúc nào Những người kia cũng không chịu quan tâm ta Mặc kệ ta biểu hiện cỡ nào nghe lời Bọn hắn cũng không chịu quan tâm ta Dù cho ta vươn tay Bọn hắn cũng không chịu nắm chặt Cho nên ta không còn Hề đi vương tay cũng là đương nhiên Không còn Hề đi chờ mong Cũng là đương nhiên Amen cảm giác được Chính là bởi vì ma hiu cho tới nay không có đạt được quan tâm cho nên nàng mới có thể không còn hề đối với đúng cha mẹ có chút chờ mong đồng thời amen à không cho rằng cái này nhận định có lỗi với tấm lòng của một đứa trẻ mà hiu lĩnh ngộ được cha mẹ không thích bản thân mình không thể có chút chờ mong về sau vì tự vệ mà dừng lại theo đuổi những thứ này cũng là không có cách nào ta biết cha năng lực làm việc mạnh nhân phẩm cũng không tệ nhưng hắn không quan tâm ta sự thật này sẽ không thay đổi ta không biết nên ý kiến gì cha việc khác cho tới bây giờ lại sẽ quan tâm ta ta cũng rất khó khăn ừ thật vì sao đến bây giờ mới đến ừ nếu như lại sẽ sớm một chút ta mà hưu không hề tiếp tục nói có thể nghe được chỉ có nàng rung động hô hấp rất nhanh nàng liền thì ngậm miệng lại môi nàng mím chặt bờ môi khẩn trương run rẩy con mắt cũng nháy đến nhiều lần sắp khóc nhưng nàng không có chạy xuống nước mắt, xem ra là đang lặng lẽ đợi trong nội tâm bảo tố qua. Bộ dáng kia yếu đuối không chịu nổi, dường như muốn biến mất, Amen liền ông lấy Ma Hiu, đưa nàng khuôn mặt chôn đến trước ngực mình. Ma Hiu nhìn thấy mẹ của nàng lúc ấy, Amen dùng chăn lông phủ, che, lên nàng. Mà lần này, cho dù không có loại kia có thể che lại đồ đạc của nàng, Amen cũng có thể bao trùm ở nàng toàn bộ thân thể, tiếp nhận nàng mọi thứ. Trong ngực Amen, mảnh khảnh cơ thể run lẩy bẩy nhưng không có tiếng khóc có điều nàng đại khái có lẽ không có ngẩng đầu ý tứ thuận thế đem cơ thể dựa vào amen đem mặt chôn ở trước ngực chôn một hồi ngẩng đầu về sau ma hiu cũng đồng thời không có khóe mắt đỏ lên đại khái là tại đang amen trong ngực bình tĩnh một chút cho dù ánh mắt của nàng còn có chút dao động nhưng vẻ mặt cũng đồng thời không có lộ ra quá mức đau khổ Người muốn làm sao xử lý Amen nhìn nàng gần như tỉnh táo lại liền như thế nói ma hiu thì thõng xuống con mắt ta không biết nhưng ta cảm thấy như bây giờ là tốt rồi người kia đến bây giờ mới ra ngoài ta cũng không cách nào chính xác coi hắn là bố của mình như vậy a à. xem như con gái ta như vậy kỳ quái sao mỗi người giải thích khác biệt không thể vơ đũa cả nắm có điều ta cảm thấy tạo thành như ngươi loại này ý nghĩ cũng không kỳ quái ta cũng không liệu sẽ định đã ngươi nghĩ như vậy vậy dạng này là tốt rồi ta sẽ ủng hộ ngươi lựa chọn ừ có kỳ quái hay không điểm này không phải có thế từ amen quyết định nếu như bàn bạc người tình huống mà hiu không cách nào đem lấy cha mẹ xem như cha mẹ đối đãi cũng không kỳ quái hai người kia không có làm ra làm cha làm mẹ hành vi không có cho ma hiu yêu thích muốn để ma hiu khi bọn hắn là cha mẹ cũng là làm khó nàng ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Ta còn là người ngoài, không thể quá mức can thiệp nhà các ngươi định vấn đề. Có điều, ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ ủng hộ ngươi. Ừ. Ta sẽ một mực đang bên cạnh ngươi, cho nên nếu như ngươi có cái gì không yên lòng, tùy thời có thể dùng, với, dựa vào trên người ta. Amen đã quyết định tốt, hắn không có ý định bỏ xuống ma hiu, mà là sẽ một đời một thế đi cùng nàng. Amen từng từ cha mẹ bạn bè nơi đó nghe nói Fujimia nhà người đều tình yêu quá thừa, mà bây giờ hắn phát hiện bản thân cũng không ngoại lệ, liền nhẹ giọng bật cười. Hắn cảm giác, cho rằng, bản thân đối với, đúng, mà hiu tâm ý tuyệt đối sẽ không biến mất. Đây không phải dự cảm, mà là vững tin. Amen bản gốc, vốn là, liền, thì, không thể nào biết thay đổi sở thích của mình, như vậy dù cho yêu thích chính là người, cái này một tính chất đại khái, có lẽ, cũng sẽ không thay đổi cái kia dễ thương thiếu nữ nghe được a minh lời nói trên mặt lên nhăn sau đó đem tay vây quanh a minh phía sau dường như đang biểu đạt sẽ không để chạy ngươi giống như ngươi thật sẽ ở bên cạnh ta sao đương nhiên vậy ta không muốn trở về xin đừng nên lưu để lại ta một người nếu như ta nói như vậy a minh cung nguyện ý tiếp nhận ta sao nghe được kia mơ hồ khiến người ta cảm thấy u ám nói nhỏ a minh thản nhiên trả lời vậy khẳng định a à? nếu như ngươi nguyện ý, một mực vẫn đợi ở chỗ này cũng không thành vấn đề a. À. dù sao mấy năm sau đó cũng muốn ở cùng một chỗ, có muốn không trước tiên luyện tập. tại, đang, cái này cố ý tự như nói dẫn đặt câu hỏi về sau, ma Hiu Đại Khái là hiểu được trong đó ý tứ, nhanh khóc lên khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Amen à cũng biết chính mình nói xảy ra điều gì, có loại xấu hổ cảm giác cho rằng, nhưng nhìn thấy Ma Hiu con mắt quay tròn, xấu hổ đến cứng đờ sau đó hắn liền nảy sinh ung dung. Không cần lo lắng, ngươi sẽ không cô đơn, cho nên liền để xuống lòng này à. a. À. Amen vừa, một bên, che giấu trái tim nhảy lên, một bên, vừa, lặng lẽ nói nhỏ, mà ma hiu thì tại một loại ý nghĩa khác lên, bên trên, khóe mắt ướt ác, cũng, đồng thời, nhẹ gật đầu. Khai giảng ngày đầu tiên sáng sớm, Amen sau khi tỉnh lại vô ý thức nhìn một chút bên người, phát hiện không có người về sau, trong lòng hơi có chút mất mát ma hiu tối hôm qua vốn định ở chỗ này qua đêm kết quả đại khái là nghe được amen nói sau khi không chịu nổi lộ ra rất xấu hổ ăn xong cơm tối liền trở về trong nhà mình mặc dù amen không có tính toán hiện tại liền thì ra tay nhưng hắn nói ra nói như vậy để nhường ma hiu để ý khi đó ma hiu nói xong không phải chán ghét có điều ta muốn trở về tỉnh táo lại đứng dậy về nhà mà amen nghĩ đến mình đã đạt đến ngay từ đầu an ủi cùng vuốt lên nàng bất an mục đích thế là cứ như vậy đưa mắt nhìn nàng đi ra nếu có thể ông nàng kia mềm mại cơ thể đi ngủ vậy khẳng định rất hạnh phúc a à, amen vừa một bên nghĩ như vậy một bên vừa rời giường thay xong quần áo lúc này cửa truyền đến mở cửa có két âm thanh qua hết nghỉ hè hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên mà hiu tới so với bình thường phải sớm amen à, thay đổi đồng phục ra khỏi phòng vừa vặn trông thấy ma hiu người mặc tạp về đứng tại phòng bếp lối vào a à, sớm chào buổi sáng ma hiu có chút do dự lên tiếng chào amen thì cười trộm nhìn ra được ma hiu rõ ràng là để ý lấy hắn chào buổi sáng ngủ được còn tốt chứ tạm được mặc dù amen cung khiến cho ta vì là sự tình khác mà khổ não ngươi chán ghét a à? amen cung biết rất rõ ràng xin đừng nên lại sẽ hỏi như vậy Ma Hiu đỏ mặt dùng bên cạnh găng tay cách nhiệt đánh lên Amen. Amen thì không chút nào ấy nấy nở nụ cười, đi về hướng toilet đi thu dọn, chỉnh lý, mặt. Tại sao muốn nhìn ta bên này? A à ra, ta nghĩ đến Ma Hiu xấu hổ thật đáng yêu. Ta cảm thấy Amen, cung càng ngày càng sẽ chọc người là không tốt. Chỉ trêu chọc Ma Hiu liền, thì không thành vấn đề. Lên bàn ăn, Ma Hiu còn đang xấu hổ. Amen nhìn nàng chầm chầm, để, nhường, nàng thoáng náo ồn ào lên nổi khó chịu chính xác mà nói là vì che giấu xấu hổ cố ý xếp đặt làm ra một bộ giận dỗi dáng vẻ ma hiu còn muốn còn nghĩ lấy chuyện ngày hôm qua thỉnh thoảng lộ ra một bộ để ý lấy amen thái độ amen cảm thấy bộ dáng kia rất đáng yêu không cẩn thận bật cười nhìn vẻ mặt ung dung amen ma hiu một giọng nói đồ ngốc sau đó ăn một miếng tamagoki âm thanh kia mặc dù là trách mắng nghe vào lại nhưng có chút đáng yêu. Kia có chút mân mê bờ môi, đại khái là cho Amen thái độ gây. Cho dù Ma Hiu đánh cực tức giận, nhưng nàng ăn điểm tâm động tác nhưng như cũ thanh nhã, làm cho người vui mừng. Amen ôn hòa nhìn qua nàng, mà nàng dường như chú ý tới ánh mắt, dùng, với, bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chầm chầm trở về, lại. Thế nào? Không có gì, chính là, là được, cảm thán ta rất hạnh phúc nha. Có thế cùng nhau, cùng một chỗ, ăn được ăn điểm tâm. Ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc a, à, nhưng ngươi bây giờ là cố ý nói như vậy a. À. Vậy thì mặc cho ngài tưởng tượng rồi. A Minh nói như vậy xong, Ma hiu liền dưới bàn nhẹ nhàng đỉnh một chút A Minh chân. Nhìn xem Ma hiu mặt mũi tràn đầy xấu hổ đang ăn cơm, A Minh cũng không còn hề kích thích nàng, lẳng lặng bắt đầu ăn điểm tâm. Không quên thứ gì a? À. Ăn xong điểm tâm, A Minh lần nữa sửa sang lại quần áo đang lúc đứng đắn, hắn dự định ra khỏi nhà lúc mà Hiều nói với hắn. A Minh tạm thời có làm qua trước đó chuẩn bị đại khái, có lẽ không có cái gì quên mang a. À. Hôm nay chỉ cần đi buổi sáng nửa ngày, không cần mang sách giáo khoa, muốn dẫn mang đại khái, có lẽ chỉ có Uabaki, đồ dùng văn phòng làm việc cùng một chút muốn giao nộp bản biểu. Những thứ này A đều trước đó cất vào trong túi sách, còn vẫn làm qua xác nhận hẳn là không có vấn đề. Uabaki là một loại dép Nhật Bản được mặc trong nhà, trường học hoặc một số công ty và các tòa nhà công cộng nơi giày dép đường phố bị cấm. Ta cảm thấy hẳn không có. Thật. Ngược lại là ngươi vì sao như thế không tin ta à? Có phải hay không quên cái này? Ma Hiu có chút trợn tròn mắt nói. Nàng đưa cho Amen nhìn, xem, là trường học chỉ định đầu kia Amen ngại quá nóng dự định sau đó lại, sẽ, thắt cà vạt. Amen vô ý thức phát ra a à a à âm thanh, tiếp theo liền nghe đến Ma Hiu thở dài. Dù sao muốn tham gia khai giảng hội nghị, hẳn là cố gắng, thật tốt, thu dọn, chỉnh lý, dáng vẻ. Ma Hiu một bên, vừa, phàn nàn, một bên, vừa, vừa chuẩn chuẩn bị cho Amen buộc lên cà vạt. Amen đối với cái này không khỏi có chút xấu hổ, thoáng không không cơ thể. Nghỉ hè trước, Amen cơ bản mỗi ngày đều sẽ như vậy thắt cà vạt, đương nhiên cũng có thể tự mình hoàn thành, nhưng nếu ma hiu muốn thắt cho hắn amen không có không cho nàng giúp đỡ ý tứ nhìn thấy ma hiu vẻ mặt nghiêm túc buộc lên cà vạt dáng vẻ amen khẽ cười đợi nàng sau đó kịp phản ứng e rằng lại muốn thẹn thùng ma hiu chủ động làm ra tựa như vợ chồng mới cưới hành vi làm cho người vui mừng đối với đúng amen mà nói bất luận là như vậy cử chỉ đối với mình quan tâm vẫn có thể đương nhiên làm ra những thứ này hắn đều cũng cảm thấy vô cùng cảm kích nhất làm cho hắn vui vẻ là chờ ma hiu kịp phản ứng sau đó amen có thể thấy được nàng xấu hổ dáng vẻ rất nhiều chỗ tốt đang lúc đứng đắn amen nhìn xem ma hiu nhiệt tình cho hắn buộc lại cà vạt lúc ma hiu đại khái có lẽ phát giác a amen trong ánh mắt ý tứ cùng thường ngày khác biệt lợi dụng ánh mắt hoài nghi nhìn trở về lại sao rồi không không có gì chỉ là nghĩ ma hiu rất đáng yêu amen cùng mới đây có phải hay không cảm thấy chỉ cần nói ta đáng yêu là có thể lừa gạt? Không có, có điều ma hiu đáng yêu là sự thật mà. Đều nói bao nhiêu lần như vậy là tại, đang, được rồi, chỉ đối với, đúng, ta như vậy vậy cũng không có việc gì. Ma hiu hơi tích cực nói xong, nhanh chóng buộc lại amen cà vạt, amen liền không còn, hề, dự định tiếp tục trêu chọc nàng, khống chế được nụ cười của mình. Xem như thay thế, amen sờ lên ma hiu đầu, sau đó dắt tay của nàng vậy thì đi thôi luôn cảm thấy ta bị được lừa gạt ngươi suy nghĩ nhiều amen à giả vờ cái gì cũng không biết đeo túi ba lô thật ổn cho bản thân sau đó nhắc tới ma hiu túi ba lô đi về hướng cửa nhà cho dù ma hiu mong muốn bản thân nhắc tới nhưng cũng không thể sự tình gì đều cũng giao cho nàng nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể làm lời mà nói chỉ sợ cũng phải biến đổi đến mức hoàn toàn nương tự nàng bởi vì amen không để cho bước ý mà hiu có chút vui vẻ buông lỏng gương mặt sau đó cầm nắm đầu nhẹ nhàng trên đỉnh amen cánh tay thế nào không có gì cảm giác cho rằng không giống không có gì à? a amen cung vừa rồi không có gì vậy ta cũng không có gì nói như vậy ta liền thì khó hỏi a à, được rồi được rồi không có gì tốt đi A cười tại cửa ra vào mặt sông dày cùng ma hiu cùng đi ra khỏi cửa chính ta ra cửa a minh nói một mình nói một tiếng đón lấy ma hiu nhìn chầm chằm a minh nhìn một hồi sau đó bắt chước nhỏ giọng nói một câu ta ra cửa nghĩ thầm ma hiu trở lại nhà là nơi này a minh vui vẻ trên mặt thư giãn mà ma hiu cũng đồng thời không có mở miệng hỏi tới nếu bàn về nguyên nhân chính ma hiu cũng trên mặt đỏ mặt vẻ mặt vui vẻ cười có tư cách nào nói amen đây amen nắm chặt trong hạnh phúc ma hiu tay ma hiu cũng giống vậy cầm trở về lại lúc đến tháng 9, nắng nóng chưa mất ngay cả buổi sáng đều cũng hơi nóng cuồn cuộn mặt trời cũng rất lóa mắt có điều nhìn xem ma hiu vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái đi ở bên cạnh amen hơi cảm giác cho rằng không có nóng như vậy nắm cái tay kia so với amen muốn lạnh cầm rất dễ chịu nóng quá a à? mặc dù tiết khí lên bên trên là mùa thu nhưng xem ra còn phải qua đã từng trải qua một hồi mới có thể lạnh xuống tiếp Ma hiu đưa bàn tay không có đang nắm tay kia lên khuôn mặt phẩy phẩy quạt cho mặt mát ấy cùng nói tới nội dung trái lại vẻ mặt của nàng vẫn mát lạnh a amen là bởi vì tóc đen hấp thu ánh nắng tỏa sáng thay đổi bỗng nóng nóng đến khuôn mặt đều cũng có chút biến hình ừm ta không quá ưa thích ngày nóng a à. Vậy sao? Ta ngược lại thật ra không sợ lạnh. Lại nói, ngươi cũng chán ghét toàn thân mồ hôi bẩn A. À. Không có, nếu như là Amen, cung hương vị. Là ta chán ghét nha. Ta phải chú ý phương diện này. Cho dù không thể một hơi biến thành mùi thơm, Amen cũng không muốn tỏa ra để cho người ta không thích mùi thối, cho nên bình thường một mực, vẫn, có tài, đang, chú ý, muốn cùng người chung sống nói thì càng là như thế. A Amen trong lòng quyết định, chờ đến trường học liền lấy khăn ướt lau mồ hôi, lại dùng lên, bên trên, không hương liệu thuốc tẩy đi. Lúc này, Ma Hiu đem, lấy, cái mũi tiến tới trên cánh tay. Có A Amen, cung bản gốc, vốn là, hương vị, rất dễ chịu. Cảm ơn. Ngươi cũng hoàn toàn như trước đây hương vị A. À. Vậy, vậy là, có giáo dục nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn là không muốn để cho A Amen, cung khó chịu. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, ngươi liền thì hiểu lý giải một chút đi đến cuối cùng hai người ý nghĩ đều là giống nhau a amen nhẹ nhàng cười một tiếng cảm thụ được nóng bức bên trong lộ ra không khí lạnh lẽo phối hợp ma hiu dùng với chậm rãi nhịp bước đi về hướng trường học sáng sớm liền muốn phơi nắng chiếu chết chúng ta sao phơi nắng chiếu cái gì a à? ngồi vào trên chỗ ngồi sau đó amen và ma hiu trò chuyện một chút chẳng biết vì sao Isuki rút ra khuôn mặt tới lên tiếng chào hỏi tiện thể nhắc tới trong phòng học mở ra điều hòa không khí rất mát mẻ mỗi cái phòng học đều cũng chứa điều hòa không khí trong phòng học sẽ không bị được nhiệt độ không khí bên ngoài làm khó nói thí dụ như thân mật đến giống như phơi nắng chiếu làm cho người ta nhìn xem giống nhau phơi nắng chiếu cái gì phơi nắng chiếu a à, chỉ là bình thường nói chuyện phím a à đúng vậy a à. nói chuyện trời đất nội dung hoàn toàn giống như là cái người chăm chú nghiêm túc học sinh thế nhưng kia cái gì bầu không khí a à, thái độ a à, ánh mắt a à. hai người đến phòng học cùng bạn học làm xong chào hỏi sau đó cùng nhau cùng một chỗ ôn tập lấy dò xét kỳ thi dường như chính là là được bộ dạng này quang cảnh để cho người ta cảm thấy là tại đang thân mật amen chỉ là tại đang chăm chú nghiêm túc ôn tập nghênh kiểm tra nói đến thân mật cũng không có gì manh mối ta nói ngươi a à, chí ít ở nơi công cộng đừng kéo một cái lên bên trên shinina liền thì vô ý thức thay đổi ngọt được không lần này cái gì cũng không làm đi chỉ là xác nhận kỳ thi phạm vi cùng lẫn nhau kiểm tra muốn gánh môn học cho nên nói ngươi a à, chẳng biết tại sao a amen lộ ra nói gì thế ngươi cái tên này ánh mắt chẳng biết vì sao đối phương cũng trở về dùng với đồng dạng ánh mắt ngươi xem một chút xung quanh. Theo Isuki nói, Amen nhìn về phía bên cạnh, phát hiện nam sinh đối với hắn ánh mắt bên trong mang theo sát khí, nữ sinh ánh mắt thì giống như là vui mừng, lại có chút hâm mộ. Nói chuyện vui vẻ Kadowaki, Hiragi cùng Kunu cũng ấm áp cười khổ, để, nhường, Amen khuôn mặt có chút coi giật. Mới đây các ngươi rất nhanh chóng a à, ngươi biết không? Ngươi cùng Chito không phải cũng là sao, không? Nói cái gì đó? Chúng ta là quan minh chính đại cố ý gây nên, nào giống các ngươi tự nhiên mà vậy chảy ra vợ chồng cảm giác, cho rằng, a à, ta cảm thấy ngươi như thế cũng rất kỳ lạ. Nghe Isuki nói hắn cho đến nay tú, thể hiện, ân ái đều là cố ý gây nên, Amen cảm thấy như thế mới càng có vấn đề, nhưng theo toàn lớp ý kiến tới nói, vấn đề dường như là Amen bên này. Mà hiểu nghe được Isuki nói như vậy, gương mặt ửng đỏ, dường như có chút không thoải mái. Có lẽ chính nàng cũng ý thức được đi Nói như vậy Thật hy vọng nàng sớm một chút nói ra Tóm lại Ngươi thật chú ý một chút Nếu như loạn, lộn xộn Tung ra lễ hội mùa hè lúc những món kia Mà thế nhưng là sẽ không ổn Không ổn cái gì rồi Ta, à, ta nói Ta cũng cảm thấy đem Lấy, amen à cho người khác nhìn Xem, thật là đáng tiếc Nghe được ma hiu nhẹ giọng thì thầm Amen à quay về đáp nói Khuết đại đến vậy ư, sờ lên đầu của nàng, mà Ma Hiêu có chút mân mê bờ môi, giống như là giận dỗi giống nhau phê bình nói, Amen, cùng chính là, là được, loại chỗ này không thể. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, toàn trường hội nghị kết thúc về sau, chủ nhiệm lớp kết thúc học lớp, tiếp theo liền có thể về nhà. Có điều đây cũng là bởi vì ngày mai còn có kỳ thi. Ta không muốn kỳ thi. Giải tán về sau, Chito đi vào Itsuki chỗ ngồi bên cạnh úp sắp trên bàn, phiền lòng lẩm bẩm. Thật sao? Chỉ cần bình thường học tập cho giỏi, ôn tập một chút liền thì xong việc. Kỳ thi trong lúc đó có thể sớm về nhà, thật ra còn rất nhẹ nhõm. Amen và Mahirun loại này học sinh xuất sắc mới có thể nói lời như vậy người bình thường đều, cũng chán ghét kỳ thi rồi người nói đúng không cây u chan. A à ha ha. Hai loại tâm tình ta đều, cũng, hiểu, lý giải, đi. Ta mà, Ngày đó không có câu lạc bộ hoạt động, có chút cô quạng, có điều có thế nghỉ ngơi cũng rất an nhàn. Ta đối với, đúng, kỳ thi bản thân ngược lại là không có gì ý nghĩ. À, kết quả cây u chang cũng là học sinh xuất sắc. Kadowaki là CLB Điền Kinh ác chủ bài tuyển thủ, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn là thể dục hình người. Không bằng nói, hắn học rất giỏi, muốn phân thượng trung hạ tam đẳng lời mà nói, hắn thuộc về đi, bên trên, một loại kia. Chito không tham gia câu lạc bộ, có điều nàng đã từng thuộc về CLB Điền Kinh, so với dùng đầu óc càng muốn sống hơn chuyển động thân thể, mà kỳ thi xem trọng lại là ngày thường nỗ lực học tập, cho nên Chito cũng không giỏi. Nói cho cùng, không thích học tập hẳn là lớn nhất lý do chứ. Y cung tất cả mọi người đang bắt nạt ta. Ngươi tìm ta nói cũng vô dụng thôi. Tóm lại chi ngươi phải cố gắng a. À. Y cung ngươi tên phản đồ, nghĩ hè đều, cũng, đang len lén học tập Nếu như thành tích quá tệ Ta liền thì không có tự do a. À? Isuki cười ha ha Nghe hắn nói qua Cha mẹ tại đang thúc giục hắn nâng cao thành tích Isuki bản gốc Vốn là liền thì Rất được có lợi ích Đầu óc cũng không tệ Có điều hắn dù sao là đem ý nghĩ ưu tiên tốn phía trên Chito Thế là thành tích rơi vào bình quân trình độ Isuki cha không hài lòng đại khái Có lẽ chính là là được điểm này người này gia đình cũng có chỗ khó a à, xung quanh đồng tình vừa làm lấy về nhà chuẩn bị mà ma hiu dường như đã chuẩn bị xong nàng mang theo túi ba lô đi về hướng bên này xin lỗi để các ngươi đợi lâu ta vừa mới tại đang cùng si nói chuyện không có việc gì ta cũng tại đang cùng những người này nói chuyện phím có điều chi Tô giống như chỉ là tại đang kêu trên ngày mai kỳ thi không được a à, gì gì đó cái kia ta cũng không có cách nào cái này từ bỏ ta ngày mai liền thì kỳ thi hôm nay nhớ kỹ kỳ thi phạm vi bên trong tất cả nội dung cũng quá lỗ mãn thậm chí không thể nào lại nói nghĩ dài hạn là vì cái gì a à? nghe được cái này có lý phát biểu bản gốc vốn là ngẩng đầu ngưỡng mộ ngước mắt ma hiu dùng với làm ra khẩn cầu chi tô lại một lần úp sắp trên bàn đây là tự làm tự chịu A, a ném dùng, với, thương hại ánh mắt. Đối với Chi-tô trí nhớ cùng ngày thường nỗ lực vấn đề, a thực sự bất lực. Chỉ có điều, mà Hiều làm ra quan tâm bên trong mang theo nghiêm khắc phát biểu về sau, lộ ra khó xử mỉm cười, từ trong túi sách lấy ra cặp văn kiện, liên tiếp văn kiện bên trong nhẹ nhàng đưa cho Chi-tô. Ta liền, thì, ngờ tới có thể như vậy, cho nên cho người sửa sang lại kỳ thi có thể sẽ ra trọng điểm. Như vậy hẳn là liền sẽ không thất bại đi Mahirun thiên sứ Nói bao nhiêu lần xin đừng nên như vậy Chi tô nhảy lên ông Mahiu Khiến Mahiu nở nụ cười khổ Tiện thể nhắc tới Có thể chế tạo ra phần này chỉnh lý tốt Có thể sẽ kiểm tra nội dung chính tài liệu Cũng có Amen công lao Hiểu rõ ra đề Senshi thói quen Amen và Mahiu lẫn nhau thảo luận Chọn lựa ra những thứ này quan trọng Cũng có thể ra đề kiến thức điểm Chút nếu là không có áp chính xác Sensi thói quen cái kia ngược lại là sẽ rất xin lỗi, có điều bên trong lấy ra nhất định điểm thi, luôn có thể để, nhưng, Chi Tô kiểm tra cái, người, chịu đựng điểm số đi. Amen, cung cũng có giúp đỡ, muốn cảm ơn cũng cảm ơn Amen, cung A. À. Amen. Thế nào? Mahirun trên mặt dính lấy kem sữa tươi mê mẫn ăn bánh kết ảnh chụp còn có Mahirun nhìn, xem, phim kinh dị hàm chứa nước mắt phát trung ảnh chụp ngươi muốn cái nào. Chito. hai cái người đều muốn a à. amen cung ngươi làm sao bởi vì bất tri bất giác bị được chụp được tới ma hiu dựng thẳng lên lông mày đỏ mặt amen cũng không nhịn được bật cười đùa thôi rồi thật sao nếu như đưa cho ta ta ngược lại thật ra sẽ nhận lấy ảnh chụp bản thân không có sai lầm nếu có thể đạt được những cái kia đánh ra ma hiu cho bạn bè nhìn thấy bộ dáng dễ thương ảnh chụp Amen tự nhiên vui với nhận lấy Nghe Amen nói như vậy Mahiru cho dù biểu lộ Vẽ mặt, bất mãn Nhưng bởi vì Chito ha ha cười Hiu cũng, đồng thời, không có đối với Đúng, Amen nổi giận Mà là giống giận dỗi giống nhau đối với Đúng, Chito là lớn Chito đồ ngốc Ta nói Mahirun, quan hệ tốt là chuyện tốt nha Amen cũng thích Ngươi thích đến mong muốn ảnh chụp Chuyện nào ra chuyện đấy Mahiru kiên quyết nói xong quay đầu chuyển hướng nơi khác. Amen và Chito đều, cũng, bật cười, để, nhường, mà hiu tiến thêm một bước náo, ồn ào, lên, nổi, khó chịu. Cuối cùng ngươi vẫn là, hay là, nhận sao, không? Sau khi về đến nhà, mà hiu có chút hờn dỗi hướng Amen hỏi. Mà hiu không có để ý mình bị chụp được việc này, nhưng nàng dường như không muốn để, nhường, Amen nhìn thấy. Nàng nhìn về phía Amen ánh mắt giống như mang theo đâm, gai, đồng dạng. Ngươi đoán xem nhìn, xem Vậy thì cho Amen Cung mì soba trước tiên nhiều hơn điểm Chút wasabi cùng mù tạt Ăn ngon đến làm cho ngươi nước mắt Cùng nước mũi ao ao chảy Thật xin lỗi Thật ra ta không nhận lấy Đối phương cầm, nắm Cơm trưa mì soba đem làm con tin Bởi như vậy, đổi chủ đề liền Không còn hữu hiệu Thế là Amen thành thật khai báo Dù sao trên tấm ảnh chụp, đập Chính là ma hiu Nếu bản thân nàng không vui Minh liền không có tự tiện nhận lấy. Đương nhiên, nếu như Ma Hiu cho phép, Amen là có dự định để nhường chi Tô truyền tới. Nghe được Amen nói như vậy, Ma Hiu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tâm tình khôi phục mấy phần, trả lời nói vậy là tốt rồi, cột tóc lên chuẩn bị nấu cơm. Có như vậy không nguyện ý sao? Vậy cũng không phải không nguyện ý, chỉ là biểu lộ vẻ mặt quá mất mặt, rất xấu hổ chụp được dáng vẻ tuyệt đối không đáng yêu. Dung mạo ngươi không có chút nào mất mặt, lại nói khẳng định rất đáng yêu mà. Ta cảm thấy amen, cung há mầm liền ra lời như vậy là không tốt. Có cái gì không tốt? Đối với, đúng, trái tim ta không tốt. Ma hiu xoay qua, đã từng, trải qua, khuôn mặt, cột chắc viên thịt đầu về sau, mặc vào tạp về bắt đầu rửa sạch. Amen cũng dự định giúp đỡ đựng gia vị, chuẩn bị đĩa, thế là ở bên cạnh giặt, tắm, lên, nổi, tay. Hắn liếc mắt ma hiu một chút, phát hiện gương mặt của nàng có chút ửng hồng. Nếu như Akaya đem ngươi mất mặt ảnh chụp truyền cho ta, ngươi sẽ làm sao? Ừm, phải xem là cái gì ảnh chụp. Trừ phi là không có cách nào thấy hết cái loại kia ảnh chụp, ta hẳn là sẽ tha thứ đi. Có điều Isuki cũng sẽ không truyền ra ảnh chụp quá đáng như thế, lại nói hắn căn bản sẽ không chụp được tới. Hơn nữa ta cũng không nhớ rõ ta ở trước mặt hắn có như vậy mất mặt qua, đã từng, trải qua. Tai mèo cũng có thể tha thứ sao, không? Karaoke cho quả thực là đeo lên cái kia đúng không? Không có vấn đề. Ma Hiu nói, hẳn là ba tên nam sinh cùng đi hát karaoke lúc ấy. Isuki chẳng biết vì sao mang đến tai mèo, quả thực là cho Amen đeo lên lúc chụp được ảnh chụp đi. Lúc ấy Isuki cùng Kadowaki đều cũng nín cười, cho nên Amen lập tức liền lấy xuống tai mèo, có điều dường như bị được vụn trộm tích trữ ảnh chụp gặp Amen thẳng nhiên tiếp nhận, mà hiu ngượng ngùng cúi đầu xuống. ta mới là thật xin lỗi, không có trải qua Amen, cung cho phép liền, thì nhận ảnh chụp. kia đều do isuki nha, khẳng định là hắn đột nhiên phát gửi tới a lần sau ta kêu hắn mời ta ăn bữa hamburger. isuki phô lơ bên trong e rằng còn vẫn nằm cái khác ảnh chụp, làm cho người lo lắng hải hùng, nhưng trong đó hẳn không có quá mức. A dùng vừa lấy ra lông mềm khăn lau tay, cũng, đồng thời, hướng ấy nấy ma hiu cười nói. Được rồi, ngươi không cần để ở trong lòng. Cùng trong đó dây dứt, ngươi còn không bằng chuẩn bị thêm chút ít đồ ăn cùng gia vị, như thế ta còn, vẫn, càng vui vẻ. Mù tạc cũng là. Cái kia liền, thì, số lượng vừa phải à. A. a Amen biểu lộ, vẻ mặt, nghiêm túc làm ra trả lời, tiếp theo ma hiu dường như buông lỏng xuống. Nàng nhẹ nhàng cười, đem đầu dụi lên amen trên cánh tay nhẹ nói ta cũng thích ngươi loại chỗ này ngày mai bắt đầu muốn kiểm tra ba ngày thử có điều không có gì to tác a à. ăn xong mì soba ba amen thỏa mãn vuốt bụng nhỏ giọng nói amen yêu thích học tập bình thường cũng có nhất định nỗ lực đối với đúng kỳ thi bản thân là hoàn toàn không lo lắng chẳng bằng nói hắn lo lắng chính là bạn bè thành tích cũng thế chỉ cần cùng thường ngày đồng dạng bình thường phát huy là tốt rồi nếu như cho chi nghe được nàng nhận định phỏng đoán muốn ồn ào khó chịu nói học sinh xuất sắc mới dám nói như vậy ha ha chi lần này có chỗ không am hiểu nhận định phỏng đoán càng đến như vậy đi lần sau ta sẽ cố gắng thật tốt dạy nàng cho dù Amin nghĩ đến chi có thể phải phát ra tiếng kêu thảm nhưng hắn đem lấy ý tưởng này lưu tại trong lòng cũng đồng thời nhìn về phía kỳ thi một ngày trước vẫn bình thản ung dung ma hiu. Nói đến, lần này ban thưởng làm sao bây giờ? À, ban thưởng sao? Coi như, cho dù, ngươi thứ nhất vẫn như vậy, ban thưởng cũng là nên có A, à, chỉ cần ta làm được, cái gì đều được. Lần trước cho A Minh, cung ban thưởng là gối đầu lên đùi ấy nhỉ? Theo ngươi nói như vậy, lần này cũng nên tưởng thưởng cho ngươi A. À? Ma Hiu vui vẻ chính là cho của ta phần thưởng. Rõ ràng ta cũng vậy đồng dạng Ngươi nói như vậy quá gian xảo Ma Hiu cong lên bờ môi Có vẻ hơi bất mãn Bởi vì nàng vỗ nhẹ a đùi a cười khổ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng Ta muốn vì ngươi làm chút gì Lần này liền để để ta làm A à? A à. Vậy, vậy A à, Ta có món mong muốn đồ vật gì đó Mong muốn đồ vật gì đó Ma Hiu trên cơ bản đối với Đúng, đồ vật ham muốn rất nhỏ sẽ rất ít muốn cái gì đồ vật, thứ mà lại lần này nàng vẫn là, hay là hướng về Amen đề nghị. Nghĩ như vậy, Amen nhìn về phía ma hiu màu caramel con mắt, mà nàng xấu hổ dời đi ánh mắt. Cái kia, Amen, cùng trong phòng, có cái, người, đệm A. A, là. Ta muốn cái kia. Bởi vì ma hiu muốn đồ vật, thứ, thật bất ngờ, Amen liên tục chấp nhiều lần mắt. Mà ma hiu có lẽ thẹn thùng, nàng không che giấu chút nào trên mặt nổi lên màu đỏ dãy dụ cơ thể cái kia dùng thật lâu rồi có thể chứ dùng lâu mới tốt cái kia amen cung hương vị để cho người ta an tâm mà hiểu chẳng lẽ ngươi đối với hương vị có đam mê không không phải chỉ là bởi vì yêu thích amen cung cho nên yêu thích amen cung hương vị nếu là có cái kia ở bên cạnh ta sẽ vui mừng a à, a à luôn cảm thấy ma hiu nói ra làm cho người chuyện xấu hổ so với nói thẳng yêu thích nói như vậy muốn để người xấu hổ nhiều lắm amen gãi khuôn mặt nhớ lại trong phòng đệm nghĩ đến ma hiu đến amen trong phòng đi thời điểm trên cơ bản đều sẽ ôm cái kia đệm amen vốn cho rằng đây là bởi vì nạn ông đồ vật thứ có thể trở nên bình tĩnh nhưng có lẽ nguyên nhân thật ra ở chỗ cái này đệm là amen nói đi nói lại đệm sao không không, không được sao? À, ta không phải ý tứ này, nói là ngươi không cần bản thể sao, không? Ta cảm thấy so với đệm hương vị tốt hơn nhiều, Amen nhẹ nói một câu về sau, liền nghe được nhỏ giọng lầm bầm. Amen, Amen, cung đây không phải không có cách nào mang về sao, không? Nói cũng đúng, ma hiu ngược lại là có thể mang tới. Ma hiu gương mặt rõ ràng dính vào màu đỏ. Amen cũng cảm giác, cho rằng, mặt mình đỏ lên, đồng thời khẽ cười nói người nói muốn ở chỗ này qua đêm ta liền thì vậy vậy cái người là e a mặc dù ta nghĩ thế nhưng là cần yêu cầu chuẩn bị ta cũng không phải muốn cưỡng ép ngươi nha ngươi lúc ta muốn đến nói cho ta là được không muốn tới cũng không có sao tuy nói hai người là người yêu quan hệ liên quan nhưng muốn qua đêm lời mà nói đối phương chắc hẳn sẽ có để ý cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Cho dù từng có mấy lần cùng giường chung gối, nhưng mà hiu cũng, đồng thời, không có với tư cách người yêu tại, đang, không người làm phiền nhà Amen bên trong ngủ lại qua, đã từng, trải qua. Amen cũng không tính làm cái gì, song mà hiu đối với ngủ lại cái này một chuyện lớn, sẽ dao động, sẽ hưng phấn, sẽ sợ hãi cũng là có thể thông cảm được. Nguyên nhân chính là như thế, Amen cảm thấy chờ ma hiu hy vọng thời điểm lại đến là tốt rồi. Cho nên, ngươi xác định đệm là được sao Ê, từ từ vậy cứ như vậy đi còn có chính là có thể mua chút bánh gato tô nhìn xem ngươi bình thường cố gắng như vậy ban thưởng cũng rất quan trọng dù sao không tốt một mực vẫn bàn bạc ma hiu hiện tại không có hy vọng sự tình amen sản khoái mà thôi hắn cầm điện thoại di động lên bắt đầu tìm kiếm muốn đi đâu mua ma hiu có thể sẽ yêu thích bánh gato tô Ma Hiu ở bên lộ ra có chút không biết làm sao, Amen liền trước tiên sờ lên, nổi, đầu của nàng. Chẳng biết vì sao, Ma Hiu cầm, nắm, đầu đụng phải Amen, sau đó dễ thương mắng một tiếng, Amen, cung độ ngốc. Kỳ thi trong lúc đó đảo mắt liền, thì, kết thúc. Amen và Ma Hiu bản gốc, vốn là, liền không có rơi, quên, xuống ôn tập nên kiểm tra, bởi vậy có thể ung dung trả lời, không có ra cái gì sự cố liền đã thi xong đến mức kia xông qua ma quỷ kỳ thi trong lúc đó hóa thành một bãi xác chết chi tô thì là tại đang ngày cuối cùng kỳ thi kết thúc một khắc này giơ hai tay lên vui sướng hô to tự do rồi à mệt chết nhờ có có hai người các ngươi ta bình yên sống lại sống sinh hoạt không có sống được chờ kết quả ra mới biết được a à. đừng như vậy không biết điều mà ta hiện tại cả người cũng giống như giải phóng giống nhau mahirun mahirun chúng ta đi quán cà phê uống trà mở thăm hỏi sẽ đi. Ta có thể đi, cái kia, amen, cung. Ta chuẩn bị đi cùng Itsuki chơi, đùa, hai người các ngươi liền đi cố gắng, thật tốt, hưởng thụ đi. Nếu như về nhà muộn nói với ta một tiếng, ta đi đón ngươi. Bởi vì lâm thời nước tới chân mới nhảy mà mệt bở hơi tai chi tô đã khôi phục bản gốc, vốn là sáng tỏ, amen nhưng không có không thức thời đến đi ngăn lại các nàng. Tuy nói hai người là người yêu quan hệ, liên quan nhưng hẳn là tôn trọng lẫn nhau đối phương thời gian amen cũng không có hẹp hòi đến đi đối với bạn bè trao đổi khoa tay múa chân hẳn là để nhường hiu đi hưởng thụ bản thân thời gian đi gặp amen sảng khoái gật đầu đáp ứng hiu dường như an tâm lại khách sáo mỉm cười nói vậy thì nghe ngươi quyết định cùng chi cùng đi chơi chi cứ như vậy mang theo nụ cười kéo hiu tay rời khỏi phòng học amen nhìn qua hiu bóng lưng mà Isuki thì cười chụp lên, nổi, Amen phía sau lưng. Ngươi chừng nào thì đã nói muốn theo ta chơi, đùa. Hiện tại. Thật ra lúc đầu, vốn là, không có hẹn rồi, nhưng vì để cho Mahiu yên tâm đi chơi, Amen mới nói nói như vậy. Itsuki vừa rồi không nói gì, cũng là bởi vì chú ý tới Amen ý đồ đi. Được thôi, được thôi. Dù sao về nhà cũng không ai, ta ngược lại không quan trọng rồi, ta. Mà lại ta còn, vẫn dự định để ngươi mời một bữa hamburger ấy nhỉ vì sao karaoke tai mèo để ngươi biết sao shinina cũng thành thật mà nói ra a à. Itsuki không có chút nào hối hận bật cười amen hơi sử dụng điểm chút sức đánh một chút Itsuki phía sau lưng trách cứ hắn nói muốn nói cho nạn cũng không quan trọng a à, nhưng tối thiểu ít nhất sớm nói với ta một tiếng cùng nói là tức giận Amen càng nhiều là đối ảnh chụp bất tri bất giác truyền ra mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất thương yêu Ma Hiu, thậm chí cảm thấy đến nếu Ma Hiu vui mừng, điểm này việc nhỏ còn chưa tính. Về sau sẽ nói với ngươi một tiếng. Lần sau dùng như thế nào ảnh chụp đây? Ngươi hoàn toàn không có xét lại mình ơ, này. Xem ra Isuki trong điện thoại di động còn, vẫn, tồn lấy Amen ảnh chụp. Gặp Isuki lộ ra cười xấu xa, Amen hơi nhíu lên lông mày, có điều không có trách cứ, mà là nhẹ nhàng trừng Isuki một chút liền buông tha hắn. Ma hiu các nàng đại khái, có lẽ, tại, đang, quán cà phê uống trà thời điểm, Amen và Isuki cùng đi đến hamburger cửa hàng. Bên này là học sinh cấp 3 luôn tiến đến nói chuyện phím cái loại kia tiệm ăn nhanh, bên trong ngoại trừ Amen và Isuki, còn có một số cùng trường cùng mặt trường học khác đồng phục học sinh. Amen hạ xuống đơn, cầm thật tốt đồ ăn ngồi vào trên chỗ ngồi, sau đó đơn giản quét mắt một vòng, nhún vai. Người còn rất nhiều. Ừm. Không chỉ chúng ta, bên kia trường học giống như cũng đã thi xong. Hôm qua ta cùng trường học khác bạn bè nói chuyện thời điểm hắn nói cho ta biết. Dù sao trên cơ bản chỗ nào đều cũng có dò xét kỳ thi nha. Nhìn bọn họ rất sung sướng. Ta nói ngươi cái, ngươi, a à minh, cung, ngay từ đầu liền thì bình tĩnh mới kỳ quái a, à, được rồi không nói trước cái này vẫn là, hay là, nhân lúc còn nóng ăn đi. Itsuki lộ ra có chút trận tròn mắt ánh mắt, nhưng hắn có lẽ là từ bỏ, rất mau thả xuống đoạn văn này đề, bắt đầu ăn mua được cọng khoai tây. Amen cũng đi theo Itsuki, mở ra Isuki mời khách hamburger đóng gói, cắn một cái. Cho dù hương vị quen thuộc, nhưng Amen lại, nhưng, cảm thấy có chút không được hoàn mỹ, có lẽ là cái này đem gần thời gian một năm bên trong, Amen một mực thưởng thức ma hiu xử lý, nấu ăn, đem, lấy, đầu lưỡi chỉ ăn đồ ngon, cái khác cũng không có ăn đi. Đương nhiên, thực phẩm rác cũng có thực phẩm rác tốt, có điều a amen lại, nhưng cảm thấy ma hiu xử lý, nấu ăn mới là tốt nhất. Rõ ràng là ngươi muốn ta mời, nhìn, xem, ngươi thật giống như rất nhớ Sinina làm cơm giống nhau. Thật ra, coi là vậy đi. Thật ra cái này cũng thật không tệ, chỉ có điều có món ngon nhất xếp tại phía trên mà thôi. Có người mời khách ta liền, thì... Rất cảm tạ. Tốt, 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 hai người quan hệ, liên quan, làm sao tốt như vậy, kết hôn A nhanh. Đến lúc đó lại nói rồi, hiện tại ta mới 16 tuổi kết hôn không được. Nói đến nghiêm túc như vậy A, à, ta đã nói rồi, quả nhiên là có chuyện như vậy, dù sao từ trên thân Sinina cũng cảm giác được ra loại này bầu không khí. Ngươi cần gì dài dòng, không được sao? Không phải, ta là cảm giác, cho rằng, nhẹ nhàng thở ra. Lân cận, gần đây, một cặp dùng với, kết hôn là điều kiện tiên quyết người yêu, cổ vũ đến ta. Iksuki là cân nhắc đến cùng Chito kết hôn mà nói yêu đương. Ở phương diện này, Amen cũng coi là cùng hắn cùng chung chí hướng đi. Muốn nói chỗ khác biệt, chính là ở cha mẹ là phủ nhận nhưng. Iksuki cũng hy vọng một ngày kia có thể để cho cha tán đồng, bình yên thuận lợi cùng Chito kết hôn. Lại nói hiện tại thế nào à, người bên kia vẫn là như cũ. Ta tạm thời chăm chú, nghiêm túc, tìm kiếm thành tích, không khiến người ta ở phương diện này chọn khuyết điểm. Ta sẽ tiếp tục kiên trì ý kiến của ta, cái này chỉ có thể để ta tới làm, không có cách nào. Ngược lại là các ngươi tiến triển như thế nào? Itsuki cười xấu xa nói. Các ngươi cùng đi qua, đã từng, trải qua, quê quán A, dùng giày nhẹ nhàng đạp Amen một cước. Amen cũng giống vậy đạp trở về, hút một cái nước chanh. Chúng ta không có gì đặc biệt. Các ngươi mùa hè đang làm gì, người yêu cả ngày đều, cũng, cùng một chỗ còn cái gì đều, cũng không làm, ngươi cũng quá sợ đi. Chúng ta cũng có chúng ta tốc độ rồi ta. Ý tứ chính là hôm qua miệng, còn không có tiến thêm một bước rồi. Các ngươi quan hệ qua lại, hẹn hò, thật trong sáng. Isuki âm thanh lãnh đạm, so với bất đắc dĩ càng giống là cảm thấy vui mừng. Amen hơi cảm thấy vội vàng sau động lại đạp Isuki một cước ta mời nàng qua đêm mặc dù còn không có thật tới các ngươi hóa ra còn không có à đều cũng đến quê nhà chào hỏi còn không có cùng nhau cùng một chỗ qua đêm cái này cũng thật lợi hại a à? ai cần ngươi lo ta cũng không có ý định làm cái gì nha chỉ là muốn cùng nàng cùng nhau cùng một chỗ ngủ nói không kỳ vọng làm loại sự tình này cũng là giả dối nhưng a càng hy vọng chính là cuốn tại cùng một cái tấm thảm lý an tâm ngủ loại này thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà lại Ma-Hiêu dường như cũng yêu thích ngủ cùng, chỉ là đơn thuần muốn ngủ cùng lời mà nói, nàng hẳn là cũng sẽ vui lòng vì đó. Ta cảm thấy với tư cách người yêu như vậy cũng không quá bình thường nha. Nói không chừng Sinina thật ra rất muốn tại, đang, người đưa qua đêm. Ta nhắc tới việc này sau đó nàng nhưng luống cuốn, hẳn là còn không có A. À rõ ràng ngươi không có khả năng ra tay nàng vẫn là như vậy a à, ngươi cái tên này thế nhưng là gặp người có chút hù đến đều sẽ nhát gan lên chỉ cần thấy được có một chút điểm chút từ chối dấu hiệu khẳng định tại chỗ sợ đi ngươi cần gì dài dòng dù sao là nghe hắn nói nhát gan a minh trong lòng cảm giác khó chịu nhưng trên thực tế a minh cũng rõ ràng ở những người khác trong mắt chính mình là cái người tiêu cực đồ hèn nhát bởi vậy hắn không cách nào chối bỏ có điều ngươi không chủ động cũng không có việc gì dù sao shinina khẳng định sẽ nghe chi đề nghị đi nỗ lực này ngươi quản thúc bạn gái của ngươi a à, ta cảm giác cho rằng nàng khẳng định sẽ truyền thụ kiến thức dư thừa cho ma hiu của ta ta lại cảm thấy nàng sẽ chỉ nói chút bắt buộc sự tình đi hai người đều cũng như vậy tiêu cực chưa đi đến dương cái này cũng không có cách nào rồi Itsuki cười nói nói không chừng nàng bây giờ đang ở đề nghị suối dục chút gì a a mình thì nhíu mày Hướng về không có mặt chi tô thì thầm, ngươi cũng đừng truyền thụ kỳ quái kiến thức. Hết chương 179, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.